Hồi 29, lần đầu tiên tôi để ý đến Evie Lisoni là vào khoảng lễ Noel năm 1947. Trong suốt cuộc đời của tôi, đã có nhiều ngày có ý nghĩa quan trọng, nhưng ngày gặp gỡ Evie là ngày quan trọng nhất. Hồi đó Evie Lisoni mới 26 tuổi, còn Luciano đã ngũ tuần. Evie sinh ra trong một gia đình khá giả, rất đông con, ở thành phố Milan là nơi nổi tiếng về văn hóa, nghệ thuật người ta sớm phát hiện cô có năng khiếu về múa và gia đình cô cũng hết sức khuyến khích. Nhờ đó cô đã được vào học ở trường múa ballet của công ty La Scala Opera. Sau đó, cô tham gia vào đội múa ballet của công ty này. Chẳng bao lâu, cô thấy rằng cô không đủ tài năng để đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật này. Thế là cô y ghia tóc vàng rời đoàn múa ba lê đi biểu diễn ở các hộp đêm và nhanh chóng trở thành nổi tiếng trong nhiều hộp đêm cao cấp ở Ý sau chiến tranh. Yêu múa trong một hộp đêm ở Rome. Câu chuyện xảy ra đối với tôi thật là đột ngột. Tôi quen chủ hộp đêm. Tôi ngỏ ý với anh ta là muốn gặp cô nữ nghệ sĩ đang biểu diễn. Sau khi biểu diễn xong, anh ta đã đưa cô đến bàn của tôi. Anh ta giới thiệu tôi là ông Lucania, nhưng hình như cô ta nhận ra tôi qua các bức ảnh đăng trên các báo chí. Thế là không nói một lời, cô ta bỏ đi. Tôi đã gặp gỡ nhiều cô gái, nhưng chưa hề gặp khó khăn vì hầu như tất cả các cô đều muốn gặp tôi. Vì thế tôi không thể tưởng tượng là lại gặp khó khăn với cô gái này. Luciano đã nhiều lần trở lại hộp đêm này nhưng không thành công. May mắn thay, tôi quen một cô gái khác tên là Loretta Maciero một danh ca thời bấy giờ, có chồng tên là Johnny Dorelli. Loretta rất thân với Ivia. Tôi nhờ Loretta thu xếp. Vài đêm sau Loretta đã dẫn Ivia đến bàn của tôi. Cô ta vẫn tỏ ra lạnh nhạt. Yigia là con một gia đình tử tế cho nên cô không muốn người ta thấy cô ngồi nói chuyện với một tên gangster. Ngoài ra, tôi cho còn một nguyên nhân khác quan trọng hơn nữa, cô ta là người Milan, còn tôi là người Sicily. Đối với người Ý, điều đó có nghĩa là cô ta đang ở trên chóp một tòa nhà chọc trời, còn tôi ở dưới hầm nhà. Nhưng Luciano vẫn không nản trí, anh bắt đầu theo đuổi Evia, theo cách của những người quy phái và lịch sử anh thường xuyên gửi hoa và quà cho cô. Đêm nào anh cũng chờ cô ở hiệu cà phê, anh phải vận dụng tất cả những bài học về lịch thiệp và xã giao đã học được. Cả đời tôi cho đến lúc bấy giờ, tôi chưa hề cần ai cả. Các cô gái đến rồi đi một cách dễ dàng và thường là đêm sau tôi đã có cô gái khác thay cho cô đêm trước. Sau mấy tuần lễ liền theo đuổi y không có kết quả, tôi bỗng nhiên cảm thấy một điều chưa từng xảy ra đối với tôi. Tôi luôn luôn nghĩ đến cô ta trước đây các cô gái đối với tôi không có nghĩa lý gì cả lúc đầu tôi nghĩ rằng cô ta chỉ giả vờ làm cao nhưng bây giờ tôi thấy cô ta không đùa bỡn với tôi bây giờ tôi không thể nói là tôi hiểu biết về tình yêu nhưng tôi đã bắt đầu suốt ngày nghĩ đến cô ta mơ ước được gần gũi và chiều chuộng cô ta và tôi hiểu ra rằng đối với tôi yvier không phải là cô gái để mua vui trong một đêm sự kiên trì của luciano cuối cùng đã có kết quả Mùa xuân năm 1948, nghĩa là vài tháng sau khi hai người gặp nhau, Ivia đồng ý về sống với Luciano như một tình nhân. Tôi muốn cưới cô ta. Ivia là cô gái duy nhất mà tôi yêu thật sự. Trên thực tế, cô ta là cả cuộc đời tôi và cô là người duy nhất tôi muốn cưới làm vợ. Nhưng điều đó đã không thực hiện được. Ivia muốn chung sống với tôi như một đôi nhân tình thôi. Cô chưa hề muốn kết hôn. Khi lần đầu tiên cô ta đến với tôi, Tôi bàng hoàng tự hỏi, làm thế nào một cô gái như cô lại có thể sống với một tên lưu manh như tôi? Mãi về sau tôi mới đủ can đảm hỏi cô về điều đó. Yvia đã trả lời một cách can đảm, anh là một tên gangster Mỹ, có lẽ anh đang gặp khó khăn với cảnh sát. Nhưng tất cả điều đó không liên quan gì đối với chúng ta. Là một người phụ nữ, em đã khám phá ra một điều, đó là anh yêu em và cần em. Đơn giản thế thôi trước khi chúng tôi bắt đầu chung sống với nhau ở khách sạn excelsior câu chuyện tưởng như trong một giấc mơ nhiều khi tôi có cảm giác yvier là cô gái duy nhất mà tôi quen biết và trước khi gặp cô tôi chưa quen cô gái nào cả tôi đối xử với yvier như chưa từng đối xử với ai khác trong cuộc đời của mình tôi nói với cô ta tất cả những điều cô ta muốn biết và cả những điều cô ta không muốn biết nữa một đêm chúng tôi đang ăn ở hiệu ăn ngoại ô tôi kể cho cô nghe về nước mỹ về New York. Khi tôi bắt đầu kể về vụ án xử tôi, thì y ngăn tôi lại và nói, Charlie, anh đừng nói nữa, đừng bao giờ anh nói với em những điều đó nữa. Em chỉ biết một điều, anh yêu em. Đêm hôm đó, cô về khách sạn Excelsior với tôi, và đó là lần đầu tiên chúng tôi ngủ với nhau. Không có một cô gái nào trước đây có thể so sánh được với cô. Đêm hôm đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi nói với nhau về chuyện cưới xin. Iggy hỏi tôi là có muốn có con hay không? Tôi trả lời là tôi muốn có hàng tá con, nhưng điều đó không thể được. Những đứa con của Lucky Luciano sẽ phải sống thế nào? Chúng nó có thể sống trong nghèo khổ ngay trước khi ra đời và tôi không thể chịu được điều đó. Tôi tưởng là khi nói điều đó sẽ làm hỏng mọi chuyện giữa hai chúng tôi. Nhưng Iggy đã hiểu ngay ý tôi mà không cần giải thích dài dòng. Ngoài ra còn một chuyện khác. Tôi nói với Yvia về cuộc sống của tôi và bất cứ lúc nào cô ta cũng có thể trở thành quá bụa, bởi vì, bất cứ lúc nào cũng có thể có người ám hại tôi. Như vậy, nếu chúng tôi làm lễ cưới thì cô sẽ được hưởng tất cả tiền bạc và tài sản của tôi. Nhưng Yvia không muốn điều đó. Cô ta đã nói với tôi, Charlie, em không cần tiền của anh, em chỉ cần anh thôi, trong một tình thế như vậy, tôi biết nói thế nào nữa. Khi về sống chung với Luciano, Igia chỉ yêu cầu một điều là phải rời khách sạn Excelsior vì ở đây quá nhiều người tấp nập lui tới đề nghị các món làm ăn nên có thể gây rắc rối cho Luciano với cảnh sát Ý và Ensinger. Hai người rời về khách sạn Savoya thích hợp với cuộc sống gia đình hơn. Tuy nhiên những người muốn kéo Luciano vào hoạt động buôn lậu thuốc phiện vẫn tìm được cách lọt qua khỏi sự canh gác của khách sạn và gần như cắm trại chờ đợi gặp anh. Cuối cùng, Igia đề nghị hai người từ bỏ khách sạn để về định cư ở một ngôi nhà riêng. Nếu như Igia muốn điều đó, tôi đồng ý ngay. Sau một tuần lễ tìm kiếm, chúng tôi tìm ra một căn hộ ở Parion. Đây là một khu vực dành riêng cho các gia đình và căn hộ này họ mua lại của một sĩ quan Mỹ hết hạn phục vụ ở Ý và trở về. Luciano nói, chúng tôi cảm thấy rất sung sướng bởi vì sông trong căn hộ này, tôi có cảm giác như đã về Mỹ gác tiện nghi trong nhà đều là sản phẩm mỹ một tủ lạnh westinghouse có ngăn làm đá một bếp điện lò hấp điện mới mua được ở cửa hàng dành riêng cho người mỹ nhờ các mối liên hệ của tôi chúng tôi có thể mua đủ thứ ở các cửa hàng này ở ngoài kia thành phố ô mê đang bị đói người dân thiếu thốn đủ điều nhưng trong ngôi nhà riêng chúng tôi đang sống thời gian hạnh phúc nhất đời tôi Luciano cũng lấy làm sung sướng vì anh có cơ hội tiếp xúc với các loại người không thuộc thế giới trộm cướp của anh, những con người có vẻ yêu mến, sẵn sàng giúp anh mà không đòi hỏi điều gì. Khoảng năm 1947, tôi quen một người khi ông ta vừa đi một vòng khắp các đơn vị quân đội Mỹ ở Ý. Ông ta là người phụ trách công tác đối ngoại của tướng Lee, tư lệnh quân đội ở địa Trung Hải. Tôi gặp ông ta ở phòng ăn tại khách sạn Excelsior. Chính ông ta đã chủ động đến bàn của tôi tự giới thiệu và nói rằng ông quen biết giới báo chí ý vì vậy ông ta có thể giúp tôi dùng báo chí ý có thể thay đổi hình ảnh của tôi trên báo chí tôi nói với ông ta rằng đó là ý kiến hay tôi hứa sẽ trả công cho ông ta ông ta cười và nói ông ta không cần tiền ông ta nghĩ rằng tôi đang bị biệt xứ và tôi cần được yên tĩnh vì vậy ông ta muốn giúp tôi mà không cần tôi phải trả công cho ông ta ông ta cũng biết rất rõ là tôi có dính vào hoạt động chợ đen và chúng tôi hay nói đùa về việc này. ông ta nói với tôi, Charlie ạ, à? anh nắm trong tay công ty bờ nhất trong thị trường chợ đen. đó là toàn bộ quân đội ở Mỹ, ở Ý. Hai năm sau, ông ta trở về Mỹ và tôi rất lấy làm tiếc phải từ biệt ông ta. những người có quan hệ với Luciano hồi đó đều nhớ rằng anh tỏ ra thoải mái và hay đi dạo chơi hơn bao giờ hết. hình như anh không có điều gì phải lo lắng vì tiền bạc vẫn ào ào tuồn vào tủ kết của anh từ chợ đen nước Ý và từ bên kia Đại Tây Dương. Cùng với Ivia anh đã đi du lịch khắp nước Ý và đưa Yvia trở nên nổi tiếng nhất ở các khách sạn Quisiana ở Capri, Taomina ở Sicily. Ivia ở Palermo đây là khách sạn hiện đại nhưng lại thiết kế như tòa lâu đài thời Trung Cổ. Riêng cái tên của khách sạn này cũng làm cho Ivia thích thú và cô thường xuyên muốn trở lại nơi này. Họ cũng đã đi Milan. Ngay trong khi chung sống với nhau, Evia muốn báo cho gia đình biết về mối quan hệ giữa hai người trước khi báo chí nói đến. Thế là hai người đi lên phía Bắc và Evia đã nói thật với cha mẹ hai ông bà rất bực mình rằng cô đã bỏ nghiệp cũ để trở thành người tình vợ của Luciano mặc dù không đăng ký trước pháp luật và làm lễ cưới trước nhà thờ. Họ chỉ ở Milan hai ngày vì bố của Evia đã nằn nỉ cô nên từ bỏ tên sát nhân người Mỹ ấy. Evia nói với Luciano rằng bố mẹ cô sẽ thay đổi thái độ và cô đã nói đúng chỉ vài năm sau gia đình lisoni đã đối xử với luciano như con rể chính thức của mình tuy nhiên vẫn có những cái bóng đen làm vẩn đục cuộc sống riêng tư của hai người anh vẫn thường xuyên bị theo dõi vẫn thường xuyên bị tố cáo hoặc nghi ngờ có dính dáng đến các vụ trộm cướp và cũng bị cảnh sát thường xuyên thẩm vấn về việc này việc khác luciano thấy rằng cần có công việc làm ăn hợp pháp để ít nhất cảnh sát cũng ít bám lấy anh khi được biết ý định của anh, người ta đổ xô đến với đủ loại đề nghị tưởng chừng như anh có một tài khoản vô tận và anh sẵn sàng bỏ vốn mà không quan tâm đến lời lãi. Tất nhiên là anh từ chối. Ấy thế mà Charlie Lucky đã bị ngay những người đồng hương của mình đánh lừa. Từ nhỏ tôi vốn thích ăn kem và kẹo. Thế là có hai thằng đều biết được điều này và chúng đã lừa tôi như lừa một thằng trẻ con. Tôi đang ngồi chơi với một số bạn ở Donai. Có hai người đến gặp tôi. Đó là Mo Salemi một người bà con trong họ của tôi ở Lecara Freddy và bạn của hắn là Pasco Inia. Chúng làm ra vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi và vội vã đến bản tôi. Tôi hỏi chúng đang làm cái trò gì ở Rome. Họ nói họ đang chung vốn kinh doanh và vừa thỏa thuận với nhau xong. Họ ngồi xuống bàn bên cạnh và bắt đầu nói chuyện với nhau. Tất nhiên là tôi lắng tai nghe. Chúng đang vạch kế hoạch mở một xưởng làm kẹo ở Palermo. Tôi nghe Inier nói về một công thức sản xuất một loại kẹo đặc biệt và có những khách hàng ở Rome sẵn sàng mua tất cả số kẹo sản xuất. Thậm chí người ta còn sẵn sàng cho chúng vay tiền để khai trương xưởng kẹo này. Trước mặt tôi là người bà con trong họ và người nữa là người cùng làng. Ai có thể ngờ được chúng đang tìm cách đánh lừa tôi? Tôi quay lại và nói với họ là đã nghe hết lời họ bàn bạc. Tôi hỏi họ cần bao nhiêu tiền? Inier trả lời, khoảng một triệu đồng lira. Đối với tôi, số tiền đó chỉ tương đương hơn 1.000 đô la. Tôi nghĩ, chính đây là điều tôi đang cần, một hoạt động kinh doanh hợp pháp mà tôi quan tâm và sẽ do những người mà tôi quen biết và tin cậy điều hành. Thế là tôi đưa họ về nhà, giao cho họ một triệu đồng lira, bảo họ lập tức về ngay Palermo và mở ngay xưởng kẹo. Thế là cá đã cắn câu. Chẳng bao lâu Salemi và Inia lại đến Rome xin thêm tiền với lý do giá cả tăng vọt so với dự kiến. Luciano gửi thêm tiền. Zalemi và Inier lại trở lại Rome lần nữa. Cứ mỗi lần chúng nó đến Rome, lại mang cho tôi mấy hộp kẹo ngon tuyệt trần, nào là sô cô la, nào là kẹo lạc có hoa quả, toàn là những thứ kẹo mà tôi chưa hề được ăn. Thế là cứ mỗi ngày tôi càng bỏ thêm tiền. Nhất là Igier tỏ ra rất vui mừng thấy tôi có một hoạt động kinh doanh hợp pháp. Sau một năm, Igier nói với tôi, tôi đã chi ra gần 6.000 đô la và chỉ nhận lại được vài hộp kẹo từ trước đến nay. Tôi chưa hề hỏi họ được câu nào và chỉ tin vào lời nói của họ là họ đang mua máy móc, nguyên liệu, làm kho. Tôi liên hệ với những bà con khác tên là Cancedonia Lucania, chủ một hiệu bán tranh ảnh ở Lecara Fritti. Tôi yêu cầu anh ta đi Palermo xem xưởng kẹo làm ăn ra sao. Anh ta sẽ nói với Salemi và Inia là tôi cử anh đến. Chỉ vài tuần sau, Cancedonia đã kiểm tra kỹ các sổ sách. Anh ta phát hiện công việc làm ăn có phát đạt. Sản xuất tiếp tục tăng sản phẩm, tiêu thụ nhanh. Nhưng Cancedonia cũng phát hiện rằng hai người chung vốn với Luciano đã bỏ túi tất cả lợi nhuận. Cancedonia là người trung thực và tôi tin rằng anh nói sự thật. Tôi lập tức đáp tàu hỏa đi xuống phía nam, Ivia cùng đi. Khi tôi bước vào sườm kẹo, Salemi vắng mặt, đó là điều may mắn cho hắn, nhưng Inier đang ngồi ở văn phòng. Tôi đi một vòng khắp xưởng và thấy một số máy móc hiện đại để đóng khuôn kẹo sô-cô-la và máy trộn kẹo. Như vậy, hai thằng đều đã không đánh cắp tất cả số tiền của tôi mà chỉ đánh cắp số lợi nhuận. Tôi đứng ở ngưỡng cửa và nhìn chằm chằm vào mặt Inier, không nói điều nào. Mặt hắn dần dần đỏ lên và tôi nói với hắn lý do tôi đến đây, mày là thằng ăn cắp. Mày tưởng, với tư cách đồng hương, tao không dám làm gì mày sao? Được, tao sẽ cho mày một bài học. Thằng chó đều nhìn tôi và tái mặt đi. Hắn quỳ xuống nắm lấy tay tôi, hôn tay tôi, làm như tôi là một cố đạo và hắn xin tôi đừng giết hắn. Hắn nói hắn biết tôi có chân trong tổ chức mafia và tôi có thể giết hắn bất cứ lúc nào. Hắn cầu xin tôi đừng giết hắn. Tôi giận điên cả người và có thể giết hắn ngay tại chỗ. Vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị đánh lừa. Kẻ lừa tôi lại là một người Sicily mà tôi tin cậy. Tôi nói với hắn là tôi sẽ chặt đứt các ngón tay, cắt lưỡi và móc mắt hắn ra. Thật là buồn cười, tôi càng dọa thì hắn càng sợ, hắn nằm lăn ra sàn nhà khóc lóc nức nở và hôn giày tôi. Hắn sợ gần chết, bỗng nhiên tôi thoáng có ý nghĩ là nếu cứ tiếp tục thì thằng chó đẻ có thể đứng tim mà chết và hậu quả sẽ tai hại. Tôi nói với hắn rằng, tôi không giết hắn vì lý do là cảnh sát đang bám sát tôi. Bất cứ hành động nào của tôi, cảnh sát cũng biết. Hơn nữa, hắn cũng chưa đáng tội phải đi tù. Cuối cùng tôi nói với hắn nếu tôi còn gặp mặt hắn lần nữa, thì đấy là giây phút cuối cùng hắn sống trên trái đất này. Hắn vụt chạy khỏi xưởng như con thỏ và từ đấy tôi không hề gặp hắn nữa. Salemi cũng biến mất một thời gian. Hắn trốn lên vùng núi Sicily và thỉnh thoảng lại nhắn người về hỏi gia đình hắn ở Lecara Freddy để dò xem tôi đã tha tội và cho hắn về chưa. Tôi giao xưởng kẹo cho Cancedonia quản lý. Việc đầu tiên anh ta làm là thu lại số tiền mà Inier định bỏ túi. Số tiền không nhiều, chỉ khoảng 5.000 đô la. Số còn lại, Inier và Salemi đã tiêu hết. Cancedonia bắt đầu sắp xếp lại xưởng. Anh giao cửa hiệu bán tranh của anh cho một người bà con và thường xuyên về ở Palermo. Anh ta phải mất mấy năm nhưng xưởng kẹo hoạt động tốt. Vừa giải quyết xong việc này, tôi lại dính vào chuyện lôi thôi khác các nhân viên của cục chống buôn lậu nha phiến Mỹ thông tin xưởng kẹo của tôi chỉ là tấm bình phong để buôn lậu thuốc viện giấy trong các hộp kẹo. Khi câu chuyện này lan ra, tôi biết là tình hình sẽ khó khăn. Tôi nói với Cansedonia phải củng cố xưởng kẹo cho tốt để bán nó đi. Tôi thu lại được 40.000 đô la, nghĩa là khá nhiều tiền so với vài hộp kẹo mà tôi nhận được. Đội viên ương Luciano Igui hưởng chọn mối tình của mình được khoảng một năm trời. Sau đó, anh thường xuyên bị nguy cơ ra tòa về tội buôn thuốc viện lậu, và năm 1949, nguy cơ ngày càng tăng lên. Lúc đầu mới từ xa, mùng 8 tháng 1 năm đó, Jack Wyatt một nhân viên hải quan nữ ước công bố tin bắt được một số vụ buôn thuốc viện lậu quan trọng. Trên con tàu Bastia mang cờ Pháp vừa cập bến New York, người ta đã bắt giữ một số nhà nhập khẩu dầu có và một số người có liên quan đến một kho thuốc viện và bạch phiến trị giá 300.000 đô la. Whitehead còn tuyên bố là có bằng chứng sự dính dáng của bàn tay Luciano trong vụ này. Ông ta cũng không bao giờ nói rõ bằng chứng thế nào. Cũng không có lệnh truy tố Luciano, tuy nhiên, chỉ những lời tuyên bố đó đủ làm người ta theo dệt bao chuyện về vai trò của Luciano trong việc buôn lậu thuốc phiện. Khắp nước Mỹ người ta đồn ầm lên, Luciano là tên trùng sỏ chuyện này. Nhưng không hề có cơ sở chắc chắn nào, 25 tháng 6 năm 1949 các câu chuyện rắc rối này đến ngưỡng cửa phòng anh. Cảnh sát Ý phối hợp chặt chẽ với cơ quan chống thuốc viện lậu của Mỹ, đã hoạt động. Đầu tháng 6, họ nhận được tin báo là vào khoảng cuối tháng sẽ có một chuyến thuốc viện lậu lớn chuyển đến sân bay Rome. Vào tuần lễ thứ ba của tháng 6, tin báo này tỏ ta đúng sự thật. Một tay anh chị Mỹ loại tép siêu tên là Vincent Chupia, trên đường từ Đức về New York, ghé lại sân bay Rome hắn đang ngồi trong phòng khách quá cảnh thì bị cảnh sát bắt giữ trong cặp của hắn người ta tìm thấy 6 cân cocaine nguyên chất chupia bị giam để thẩm vấn hắn đã khai trong những đầu mối của hắn có tên ran ligori một người mỹ và một trong các bị can cùng bị xử một lần với luciano cảnh sát ý lập tức bắt ligori cùng với antonio lomanto và một người mỹ khác bị đầy ý tên là mazzarino di sani bị nghi là người liên lạc của ligori ở genoa Luciano cũng bị bắt với lý do người ta nhiều lần trông thấy anh tiếp xúc với Liguori ở Rome. Tất nhiên thỉnh thoảng tôi có gặp được Liguori cũng như tôi đã gặp nhiều người Mỹ bị đi đầy ở Rome, Naples và nhiều nơi khác. Luciano đã trả lời cảnh sát, tôi đã quen biết họ từ hồi ở Mỹ, thế thì tại sao ý tôi không có quyền gặp họ? Nhất là năm 1949, khi nhiều người trong bọn họ không được may mắn, mặc dù là gốc ý, nhưng phần lớn không nói tiếng ý vì vậy họ gặp nhau khó khăn trong chuyện làm ăn. Nhiều người bị thiếu đói, tôi phải cho họ khi 10 đồng, khi 20, có khi hơn. Thỉnh thoảng tôi cũng kiếm cho họ vài việc vặt, điều đó không có nghĩa là tôi tham gia buôn lậu thuốc viện mà chỉ bảo họ đến kho xoáy một ít bít tất, sơ mi hoặc ca vát mà thôi. Tôi không muốn cho họ tiền mà họ chẳng phải làm gì cả. Họ cũng chẳng phải bà con họ hàng gì với tôi. Ở Ý, có khoảng 400 người Mỹ bị đi đầy như vậy. Tất cả những chuyện báo chí viết về tôi và Ligori có dính dáng đến việc buôn thuốc viện lậu toàn là chuyện láo tuét. Họ còn bịa ra rằng, tôi và Ligori có cả một hệ thống kinh doanh chuyên bán đồ cổ và buôn tiền với khách du lịch Mỹ. Họ cũng dựng lên chuyện chúng tôi tổ chức một nhà chứa riêng cho khách du lịch ở Rome. Tất cả đều láo tuét. Năm 1949, khách du lịch Mỹ vào Ý nhiều vì các đồ dùng ở khách sạn chưa đáp ứng được yêu cầu các khách du lịch Mỹ, tôi phải làm một việc mà cảnh sát biết rất rõ nhưng không có thái độ gì. Đó là thu xếp để cho các khách nước ngoài mua lại đồng lira theo giá chợ đen. Thề có Chúa, hồi đó ý mọi người đều làm việc này cho đến khi chính phủ Mỹ phải gây sức ép với ý để ngăn chặn việc này. Còn về Chupia, tôi chưa hề biết hắn. Mãi về sau, tôi mới biết được rằng hắn là liên lạc của Vito Zenovis. Dâu Biondo một đầu sò ở New York có quan hệ với Liguri, đã tiết lộ với tôi điều đó. Cảnh sát đưa Luciano vào nhà tù lớn nhất ở Rome, designer Coeli, hoàng hậu của thiên đường, và giữ anh 9 ngày vì tình nghi tổng phạm buôn lậu thuốc phiện. Anh bị thẩm vấn liên tục nhưng anh đã khăng khăng bác bỏ là không hề biết Chopia. Cảnh sát cũng vào lục soát nhà của Luciano liền 5 tiếng đồng hồ và chỉ tìm thấy những đồ vật bình thường. Một số thư từ của bác, em của Luciano và một số biêu ảnh. Một trong những nhân viên điều tra đã chính thức báo cáo không tìm thấy bằng chứng gì. Trong suốt thời gian Luciano bị bắt giữ, Ivia như thường trực ở cổng nhà tù, cô xông vào văn phòng các viên chức nhà nước đòi phải thả chồng cô ra. Nhiều người đã khâm phục hành động của cô, cho đó là kiểu mẫu của người phụ nữ ý khi chồng gặp khó khăn. Cuối cùng Luciano được thả, nhưng trước đó, người ta định buộc tội anh là định đốt nhà tù để trốn các viên chức Mỹ miễn cưỡng phải đồng ý với các đồng nghiệp người Ý của họ rằng không, đủ bằng chứng để buộc tội Luciano. Chupia chỉ nêu tên Liguori chứ không nói đến Luciano, Liguori thì không khai tên ai cả. Họ đành chịu thất bại, Chupia được thả và đưa về Mỹ. Ít lâu sau hắn bị bắn chết ở Holland, Vài năm sau Luciano tuyên bố chính Vito Genovese ra lệnh giết Chupia. Tony Bender là người đứng ra giàn xếp việc này. Nhưng Luciano không biết ai là người nổ cò súng. Khi phát hiện ra việc này, tôi thấy rõ Vito đã dùng Chupia để cảnh cáo tôi và hắn muốn nhắc cho tôi biết rằng muốn làm hại tôi là việc không khó đối với hắn. Khi Luciano ra khỏi nhà tù, Ivia đã chờ sẵn ở cổng, cả một đám phóng viên nhà báo, nhiếp ảnh đã có mặt, chiều hôm đó, tất cả các báo chí ở Ý đều đăng ảnh hai người đang ôm hôn nhau. Tuy nhiên, Luciano biết rằng anh còn gặp nhiều khó khăn. Do sức ép của chính phủ Mỹ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Cảnh sát Ý đã phải tuyên bố coi anh là mối nguy cơ cho quốc gia. Người ta chỉ cho anh mấy tiếng đồng hồ để thu dọn hành lý và một lần nữa anh bị đưa về Lekara Fritti. Ở đây thường xuyên bị kiểm soát và từ 8 giờ tối không được ra đường. Mặc dù Luciano muốn Igia về ở tại khách sạn Villa Igia ở Palermo trong khi anh tìm cách vận động để được rời khỏi Lekara Freddy, nhưng Igia đã từ chối và quyết định cùng anh về quê hương. Hai người đã ở tại khách sạn nhỏ bé mà anh đã ở ba năm trước, khi mới từ Mỹ sang. Luciano không vui vẻ gì khi phải trở về đây, nhưng những người dân ở đây vô cùng mừng rỡ. Thị trường ở Cursos nhiệt tình đến mức tuyên bố ông ta có thể nhường chức cho Luciano. Ông ta nói, tại sao lại không? Ngài Luciano là nhà kinh doanh lớn, mỏ diêm sinh đã trở lại hoạt động, công nhân đang lục tục kéo đến Lecara Freddy. Dân số đang tăng lên chúng ta có thể kiếm việc làm, nhờ kinh nghiệm Mỹ của ngài Luciano, chúng ta có thể kiếm việc làm cho mọi người. Tất cả các công dân Lecara Freddy sẵn sàng bỏ phiếu cho ngài. Luciano đã từ chối, anh đã ra sức vận động và cuối cùng đạt được ý muốn. Anh và Ivia được phép rời Lecara về Palermo trọ tại khách sạn Ivia. Từ đây, anh tiếp tục vận động để được về đất liền. Anh có biết điều tệ hại nhất đối với tôi trong thời gian đó là gì không? không phải là nhà tù mà là việc tôi mất cơ hội dự lễ đặt tên cho con đỡ đầu của tôi. Tôi sắp sửa trở thành người cha đỡ đầu thì bị cảnh sát bắt giữ trong vụ Chupia. Vợ của Cancedonia vừa sinh một đứa con trai và đặt tên là Francesco và muốn tôi làm cha đỡ đầu cho đứa bé. Cancedonia đã đến Rome tự thân đề nghị tôi làm việc này. Vì đó là một vinh dự lớn đối với vợ chồng anh. Đối với những người Sicily, người cha đỡ đầu của cả một gia đình hay cả một phái có vị trí quan trọng nhưng làm cha đỡ đầu cho một đứa trẻ gốc sicily điều đó có nghĩa là anh làm ăn phát đạt tất nhiên điều này cũng mang đến nhiều trách nhiệm vì phải bảo đảm cho đứa trẻ lớn lên là theo con đường đúng và có điều gì xảy ra cho nó thì người cha đỡ đầu phải can thiệp hồi còn ở mỹ rất nhiều người muốn tôi làm cha đỡ đầu nhưng tôi chưa nhận lời nhưng khi Cancedonia đến Rome đề nghị với tôi đúng vào lúc tôi gặp nhiều điều may mắn. Ivia đã giúp tôi nhận lời. Tôi đồng ý sẽ đi Palermo, đến nhà thờ để ký vào tờ chứng nhận đặt tên, đồng thời chính thức hóa việc tôi làm cha đỡ đầu cho đứa bé. Đúng vào lúc đó, người ta bắt tôi về chuyện thuốc viện lậu và tôi phải ngồi tù. Tôi hết sức bực mình vì tôi đã hứa với Cancedonia, và đó là điều tôi rất muốn làm. Tôi đề nghị với cảnh sát cho phép tôi đánh một bức điện về Palermo, cử một luật sư của tôi, thay mặt tôi dị lễ và ký vào lời khai. Mãi sau này tôi mới có dịp ký vào sổ của nhà thờ. Một số viên chức người Ý đã đứng về phía tôi trong việc này và họ đã tiết lộ cho tôi biết việc chính phủ Mỹ gây sức ép. Từ đó, tôi thường xuyên liên hệ với con đỡ đầu của tôi. Có một điều là tôi không muốn đưa bé này đi theo con đường của tôi. Chú bé thường nhìn tôi coi tôi như một vị thần. Và mỗi lần như vậy, tôi chỉ muốn bỏ đi. Có một lần chúng tôi nói chuyện với nhau và tôi hỏi chú bé, lớn lên chú muốn theo nghề gì? Chú bé trả lời là muốn trở thành luật sư và tôi đã nói với cháu bé, chớ có chọn nghề đó. Luật sư là những thằng bịp. Tôi khuyên chú bé nên học nghề y để trở thành bác sĩ vì đó là nghề tốt nhất để có thể có cuộc sống tử tế đồng thời giúp được người khác. Năm 1973 Francesco Lucania đã thực hiện đúng lời khuyên của người cha đỡ đầu. Anh xin vào học khoa y trường Đại học Bologna, hồi 30, suốt những tháng còn lại của năm 49 và cả năm 50, khách sạn Villa Ivia ở Palermo trở thành tổ ấm của Luciano và Ivia. Hai người sống hạnh phúc như trước đây, Luciano vẫn phải chịu sự kiểm soát thường xuyên, từ 8 giờ tối không được ra khỏi nhà và phải chịu nhiều sự hạn chế trong đi lại và hoạt động. Vì vậy, thỉnh thoảng anh lại tìm cách đánh lạc hướng những người theo dõi anh. Dĩ nhiên là tôi không thể gặp bất cứ ai ở Palermo. Vì vậy, thỉnh thoảng tôi tìm cách lèn ra khỏi đảo, đi Taomina, nhất là trong trường hợp quan trọng, khi cần gặp bạn bè từ Mỹ đến. Cũng như trước đây, các liên lạc viên và sứ giả từ Mỹ vẫn tiếp tục đến gặp anh, nộp tiền cho anh, trao cho anh các thư từ, và xin ý kiến chỉ thị của anh mang về Mỹ. Trước đây họ gặp anh ở Naples, nhưng lần này họ phải đi mina và thường nói chuyện với nhau ngoài trời, lẫn trong những người nghỉ mát. Một hôm, Meyer Lansky đến gặp anh. Lansky đang đi chu du châu Âu để hưởng tuần trăng mật với người vợ thứ hai của anh là Thơ Ma. Cô ta vốn là một người chuyên cắt móng tay cho anh ở Miami trước khi anh ly dị với Anna. Họ lấy nhau năm 1948 chuyến đi trong đợt này cũng là cớ để lánh mặt trong khi ở Mỹ một ủy ban điều tra của Thượng nghị viện do Kefauver đứng đầu đang tiến hành điều tra tội ác có tổ chức. Ở Taomina, Lansky đã báo cho Luciano biết toàn bộ tình hình làm ăn ở Mỹ. Anh cho biết, các sòng bạc hoạt động tốt. Anh ta sẽ đi Thụy Sĩ để mở sổ tài khoản ở nhà bang cho một số người như dâu ở Donis và ông bạn Batista. Câu chuyện của hai người chuyển sang Vito Genovese. Mayer cho biết Vito Genovic và Carlo Gambino làm ra vẻ không ăn cánh với nhau, nhưng thật ra không phải như vậy. Lansky và Luciano nhất trí rằng điều này sẽ gây rắc rối cho tương lai. Cùng với Frank Stelis, Gambino đã leo lên được một vị trí trong tổ chức của Phil và Vin Mangano ở Brooklyn và đã trở thành một phó tướng quan trọng nhất của Albert Anastasia. Mayer nói rằng anh sẽ không ngạc nhiên nếu như một ngày nào đó Albert Anastasia nắm lấy tổ chức của Mangano, năm 1951, tức là một năm sau, Phil Mangano bị bắn chết, còn Vin thì mất tích và Anastasia trở thành ông chủ mới. Carlo là người có nhiều tham vọng, vì vậy Lansky yêu cầu tôi nhắn tin cho Carlo và Vito rằng, tôi đã biết hết việc họ đang làm và họ phải chấm dứt ngay. Họ không được chạm đến Anastasia tôi cũng đã gửi thư riêng cho Gambino. Tôi nói rằng, Y là một trong những thủ lĩnh có triển vọng nhất ở New York. Có khả năng 10, 15 năm nữa, Y có thể trở thành người đứng đầu tất cả, nhưng Y phải thận trọng và kiên trì. Nhờ đó, tôi đã chặn tay Vito Genovese trong mấy năm liền. Lansky cũng đã trình bày về triển vọng phát triển hệ thông gá bạc sang châu Âu. Anh nói với Luciano là anh có kế hoạch ghé lại London trên đường trở về New York để nghiên cứu về khả năng này. Tôi nói với anh ta là khi nào tình hình cho phép, tôi sẽ thu xếp đi qua đấy để gặp anh và chúng tôi sẽ cùng nhau quyết định vấn đề. Đó là một chuyên thăm rất tốt. Mayer cùng đến với vợ mới của anh và cô ta làm tôi hết sức ngạc nhiên. Không thể so sánh cô ta với Eva, nhưng đó là một cô gái xinh đẹp. Sau cuộc đi thăm của Lansky, tên tuổi của Luciano lại nổi lên trên báo chí. Trong một phiên họp của tiểu ban điều tra tội ác, thượng nghị sĩ Kefauver đã lặp lại những điệp khúc của Ensinger và gọi Luciano là kẻ đứng đầu một chính phủ mà đã áp đặt và thực hiện những luật lệ riêng của mình. Theo thượng nghị sĩ Kefauver thì Luciano là đầu não của mạng lưới buôn lậu quốc tế, chuyên đưa thuốc viện lậu tự ý vào Mỹ. Ông ta yêu cầu chính phủ Mỹ phải có hành động. Trong cuộc họp báo, luciano đã bác bỏ và chế giễu tuyên bố này trong khi đó cảnh sát ý tỏ ra do dự và có phần nào nể nang một sĩ quan cảnh sát ý tuyên bố cảnh sát ý rất giỏi trong việc phát hiện và thi hành pháp luật nhưng luật pháp ý không thích hợp với mệnh lệnh không rõ ràng ông ta còn tuyên bố còn có vấn đề với cả nước pháp nữa bởi vì ở đấy người ta cho phép sản xuất ma túy một cách hợp pháp mà chính phủ không cần kiểm tra Chúng ta cũng cần quy định rõ ràng bằng pháp luật việc sản xuất và phân phối ma túy một cách hợp pháp mà không cần kiểm tra để ngăn chặn những nguồn cung cấp bất hợp pháp. Tên của Luciano không hề được nhắc đến, tuy nhiên sự kiểm soát cũng như áp lực đối với anh rõ ràng bị giảm đi. Đến mùa hè năm 1950, anh bỗng nhiên nhận được giấy phép cho vào lục địa. Hồi bấy giờ Mỹ dính vào cuộc chiến tranh kéo dài và thất bại ở Triều Tiên. Còn ở châu Âu có tâm lý cho rằng một cuộc chiến tranh mở rộng sắp nổ ra. Do đó, Tổng thống Truman chuyển hướng viện trợ Mỹ cho nước ngoài. Dưới thời kế hoạch Marxan, viện trợ của Mỹ chủ yếu dành cho việc khôi phục kinh tế ở Tây Âu. Chính sách của Tổng thống Truman giảm nhẹ mặt kinh tế và đẩy mạnh mặt quân sự vũ trang cho các đồng minh để đối phó với chiến tranh. Lúc này ở ý việc hàn gắn chiến tranh, khôi phục kinh tế đã bắt đầu mang đến kết quả thiết thực. Chính sách của chính phủ Mỹ không được hoan nghênh lắm chính sách của chính phủ Ý bắt đầu chống lại một số áp lực của Mỹ. Tình hình này có lợi cho Luciano. Một hôm vào cuối mùa hè 1950, một số viên chức cảnh sát to béo, bệ vệ bước vào khách sạn Villa Ivia. Tôi chưa thấy viên cảnh sát nào lịch sự như họ, nhưng tôi biết họ vì mấy tháng nay tôi tìm một người trung gian để móc nối với họ. Nhưng tôi có cảm tưởng là họ không cần tiền. Bây giờ họ đến gặp tôi không hề báo trước và tuyên bố tôi và Evia có thể về sống ở Naples. Tôi không hề phải tốn một xu. Họ nói, suốt một năm qua, họ đã theo dõi tôi ở Palermo và thấy không có lý do gì bắt tôi ở lại mãi Sicily, thế là chúng tôi thu dọn đồ đạc và đi ngay Naples. Lần này tôi có cảm giác là tôi có thể lại gặp rắc rối bởi vì tôi biết cách làm ăn của những người đồng hương ý của tôi. Đồng thời tôi biết chắc rằng những con người lịch sự ấy sẽ lại bám lấy tôi ngay sau khi có sự kiện gì lớn ở Mỹ và Ý. Y muốn kiếm một ngôi nhà riêng và đưa các đồ đạc đến nhưng tôi không đồng ý vì có trời mới biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy, chúng tôi đến ở tạm một khách sạn. Tôi đã chọn khách sạn du lịch ở Naples. Anh có biết vì sao không? Vì khách sạn này nằm ngay trên con đường đi đến trại lính Gian Dua, doanh trại chính của đơn vị cảnh sát điều tra về buôn thuốc phiện lậu. Tôi nói với Evia nếu họ muốn thường xuyên theo dõi anh thì anh tạo điều kiện cho họ làm việc chúng ta sống trong khách sạn nằm bên đường nghĩa là từ cửa sổ doanh trại họ có thể nhìn thấy chúng ta đi ra đi vào thế nào khi trở về sống ở lục địa luciano cũng phải tuân theo một số quy định anh có thể đi về phía nam nhưng không được đi về phía bắc hướng rome thật là bực mình hồi còn ở mỹ tôi đã học chơi khúc côn cầu và chơi khá giỏi tôi nghĩ rằng lần này tôi lại có thể chơi khúc côn cầu Igia cũng học chơi và như vậy hai người chúng tôi có thể chơi với nhau. Nhưng câu lạc bộ khúc côn cầu gần nhất lại nằm ở Firezy, hơi quá rông một tí về phía bắc và họ không cho phép tôi lên trên đó. Một hôm, một phái viên của Frank Costello từ New York đến và biếu tôi cả một bộ đồ chơi khúc côn cầu. Frank đã mua ở câu lạc bộ Westchester, vừa với tầm thước của tôi và bộ đồ chơi này đáng giá ít nhất 6, 700 đô la. Frank biết là tôi không được phép đến các câu lạc bộ này nằm ở Bắc Ý, thế mà hắn vẫn cho tôi bộ đồ chơi này. Rõ ràng là hắn muốn chế giễu tôi, Luciano không hề có dịp sử dụng món quà ấy nhưng anh vẫn dựng nó ở góc phòng và tuần nào cũng đem ra lau chùi cẩn thận. Mùa xuân 1951, anh nhận được món quà khác ở New York, nhưng lần này thì anh sử dụng được. Khi Lansky đến thăm tôi, anh ta thấy tôi sử dụng chiếc ô tô nhỏ của Ý, thế là khi về đến New York, anh ta báo với bạn bè thu xếp để biếu tôi một chiếc ô tô hiệu Buick mới ra xưởng, sản xuất ngay năm đó. Lansky cũng đã chọn rất cẩn thận và anh cho rằng xe kiểu Buick là loại xe tốt nhất ở Mỹ. Nó dùng được loại xăng đang có ở Ý. Một khách du lịch đang mang chiếc xe này trên tàu biển và khi chiếc tàu ghé lại ở Naples, ông khách này đã có lòng tốt để lại chiếc xe cho tôi với cả chìa khóa. Khi có chiếc xe mới, Luciano thường đi dạo chơi trên các con đường đi về phía nam vì anh vốn rất thích lái xe. Nhưng thỉnh thoảng anh cũng lén lút phóng lên phía bắc. Thường anh đi Milan thăm gia đình Lisoni và trong những chuyến đi này, anh dùng một chiếc xe ý của anh. Chỉ có một lần tôi gặp khó khăn mà thôi. Thường thường chúng tôi chọn đường về có thể tránh các trạm kiểm soát trên đường, bởi vì bất cứ viên cảnh sát nào cũng có thể nhận ra tôi là ai. Nhưng trong một chuyến đi đầu mùa xuân 1951, vì trời mưa to, khi trở về tôi phải theo xa lộ các con đường khác đều bị ngập khi đến milan tôi mừng như điên trong khi izea đi thăm bà con tôi quyết định đi xem đua ngựa ở trường đua san siro đồng thời cũng đánh cá ngựa cho đỡ yên ngày hôm sau trời vẫn mưa to tôi quyết định để xe tại milan nhờ người lái ở milan giữ hai chúng tôi quyết định đi xe lửa về nhà khi ra tới nhà ga cảnh sát nhung nhúc ở sân ga khi chiếc taxi chở chúng tôi dừng lại cảnh sát bao vây cứng lấy chúng tôi. Độ một chục cảnh sát mặc thường phục cùng bước lên tàu và áp tải chúng tôi về Naples. Tôi cũng chẳng biết họ nghĩ như thế nào về tôi. Khi tàu chạy qua Rome họ nhất định không cho chúng tôi xuống tàu để đỡ duỗi chân một tí. Vừa bực mình mà cũng vừa buồn cười. Nhưng điều đó đã tác động mạnh đến Igia. Cô không nói một lời nào và trên đường về nhà, cô chỉ cười mỉm và cuối cùng cô đặt tay bên vai tôi và nói, anh đừng suy nghĩ gì về điều đó không hề gì. Có một người ở Rome đến gặp tôi. Tên anh ta là Giuseppe Dosi. Tôi tưởng anh ta là kẻ thù của tôi vì anh ta chính là người đứng đầu đơn vị cảnh sát quốc tế ở Rome. Anh ta đã có lần gặp Ivia và tôi, ở Naples và hôm sau, khi gặp lại, anh ta nói với tôi, này Luciano, chắc là anh có điều gì tốt mới được một cô gái như vậy. Bởi vì đó là người phụ nữ tuyệt vời mà tôi chưa từng gặp. Nếu tôi nghe rằng anh cư xử với cô ta có điều gì không hay, chính tôi sẽ đến tính chuyện với anh và anh sẽ chết dục trong nhà tù Resigner Coeli. Cuối năm 1950, có người đến Naples thăm Luciano và mang đến những tin tức không hay ho lắm. Vị khách này chính là Carlo Moretti. Anh ta nói với Luciano về tình hình Willy Moretti, bạn thân của Luciano. Moretti đang bị ốm nặng. Anh ta bị giang mai vào thời kỳ cuối. Cũng giống như điều đã xảy ra đối với An Capone, thần kinh của anh ta bị ảnh hưởng và anh ta không còn tự chủ được nữa. Mọi người phải canh chừng khi anh đi ra ngoài, bởi vì không ai biết được anh sẽ nói gì trước công chúng. Hội đồng đã họp và bỏ phiếu thủ tiêu Moretti vì lợi ích của bản thân anh ta và cả hội. Ý nghĩ thủ tiêu một người đó làm tôi khó chịu. Tôi đã suốt đời làm việc này và bây giờ tôi lại phải bỏ phiếu thủ tiêu một người bạn tốt của tôi. Tôi nói với Carlo là tôi không đồng ý quyết định của hội đồng trừ trường hợp không còn cách nào chữa chạy cho anh ta. Tôi bảo đảm đưa anh ta đến một bác sĩ chuyên khoa ở bệnh viện Mayo Clinic ở đại lộ công viên hay bất cứ nơi nào khác. Hãy cố gắng cứu anh ta, nhưng bệnh tình của Moretti ngày càng trầm trọng. Ngày 24 tháng 10 năm 1951, Willy nhận đủ hai viên đạn vào đầu bắn từ phía trước, lúc anh đang ngồi ăn ở một cửa hiệu gần công viên Cliffside ở New York. Trong những năm này, thái độ của cảnh sát Ý đối với Luciano rất lạ và hay thay đổi. Nếu họ thực sự muốn hạn chế sự đi lại của anh vì sợ rằng anh sẽ có hoạt động bất hợp pháp thì đáng lẽ họ phải không cho anh đi lại tự do như vậy. Nhưng đến tháng 10 năm 1950, vài tháng sau khi anh trở lại lục địa, anh lại được nhận hộ chiếu ý với đầy đủ giấy phép nhập cảnh để đi Thụy Sĩ, Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha và Anh. Tôi không hề có đơn xin và cũng chẳng phải trả xu nào. Tôi rất muốn có hộ chiếu, nhưng tôi nghĩ dù có nạp đơn khó mà người ta cấp cho tôi. Thế là một hôm, một sĩ quan cảnh sát tình cờ gặp tôi ở khách sạn du lịch, và anh ta hỏi tôi có muốn nhận hộ chiếu không? Tất nhiên là tôi nói có. Thế là sau đó họ trao hộ chiếu cho tôi. Tôi nghĩ rằng người ý muốn gây chuyện với chú Sam vì chính sách ưu tiên viện trợ cho quân sự chứ không cho kinh tế. Về điểm này, Người Ý chỉ cần có cây ăn và họ chẳng cần tổ chức và trang bị cho một quân đội mới. Cầm được hộ chiếu, Luciano bắt đầu đi du lịch châu Âu. Tôi chưa hề dùng giấy phép nhập cảnh vào Bỉ, Tây Ban Nha, nhưng tôi đã đi Anh, Pháp, Thụy Sĩ. Lansky đã mở cho tôi tài khoản ở Zurich khi anh ta hưởng tuần trăng mật ở đấy. Tôi muốn biết số tiền đó là bao nhiêu. Số tiền không lớn, chỉ khoảng vài trăm nghìn đô la nhưng ít nhất tôi biết chắc chắn không ai lừa dối tôi. Có một lần tôi đi Paris để xem đua ngựa ở Lo Ngâm. Tôi đi một mình và chẳng ai làm phiền tôi. Vài ngày tôi lại về. Trước đấy, tôi chưa từng đi Paris và mặc dù tôi ở đấy chỉ khoảng 48 tiếng. Nhưng sau khi trở về, tôi nói đủ thứ chuyện trong hai tháng liền. Y hỏi tôi là tôi có đi xem múa ba lê không? Khi tôi trả lời là không thì cô ta bật lên khóc và cả ngày hôm đó không nói với tôi nửa lời tôi cũng đã đi London đến gặp Mayer ở đấy tôi trọ ở một khách sạn nhỏ gần công viên khách sạn này tên là White House anh nghĩ có buồn cười không Sally Lucky ngủ ở White House tôi đã gửi một số biểu ảnh cho bạn bè ở Mỹ để cho họ biết tôi đang ở đâu tôi đã ở London vài ngày trước lễ Noel năm 1950 mua sắm một số quả cho Evie và cùng với Mayer thăm dò các địa điểm hồi bấy giờ ở London đánh bạc là bất hợp pháp nhưng không vì thế mà người ta không đánh bạc. Tôi cũng mua một lô vải vóc mang về may quần áo, nhưng cây cà vác thì phải đặt mua ở cửa hàng Pháp và họ phải gửi qua máy bay cho tôi. Trong những năm tiếp theo, Luciano đi du lịch rất nhiều và thường xuyên. Mỗi năm anh đi London vài lần, tôi đến London chỉ cố được nghe người ta nói tiếng Anh và để mua sắm quần áo. Ngoài ra còn vì tôi thích thời tiết ở đấy. Hồi còn ở New York tôi rất ghét mùa rét, vì vậy, cứ mỗi lần mùa đông đến tôi lại đi Florida. Nhưng một khi tôi sống, ý tôi lại nhớ mọi chuyện của nữ ước, kể cả thời tiết. Cái lạnh ở London cũng gần giống như New York, có những ngày tôi đứng trên một góc đường ở London để cho giá lạnh thổi vào mặt và tôi đứng như vậy dưới giá rét hàng chục phút liền. Ở London người ta nói tiếng Anh, một thứ tiếng mà tôi hiểu. Ngoài ra cả cái lạnh mà tôi rất nhớ. Mỗi lần anh đến Paris, anh chỉ thích đi xem ca múa đặc biệt là đi Fulibaker. Ngoài ra, có nhiều nhà chiêu bóng, ở đấy tôi có thể nghe các đài từ Mỹ nói tiếng Anh, chứ không phải nghe lồng tiếng như ở Ý. Chỉ cần ngồi trong một dạp chiêu bóng và được nghe nói tiếng Anh như vậy cũng đáng tiền. Thỉnh thoảng Yvia cùng đi với anh đến London, nhưng thông thường cô thích đi Paris hơn, trong khi cô đi xem múa ba lê thì anh đi xem chiếu bóng hoặc đua ngựa. Trong tất cả những chuyến đi này, Luciano hết sức tránh những sòng bạc tư nhân chỉ cần tôi đặt chân vào những nơi đó, và có một người nào đó nhận ra tôi, thế là vài phút sau cảnh sát quốc tế, hoặc bất cứ viên cảnh sát nào đang làm nhiệm vụ sẽ mời tôi lên xe và đưa thẳng ra sân bay. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, nên tránh là tốt hơn. Hồi 31, mặc dù sau năm 1950, anh được tự do đi ra nước ngoài cũng như đi du lịch trong nước, tuy có hạn chế hơn, nhưng Luciano không bao giờ nghĩ rằng. Anh đã hoàn toàn thoát khỏi các mối nguy cơ cứ mỗi lần anh đi vắng nhà, là thế nào khi về cảnh sát lại đến tìm anh và chất vấn anh đủ điều. Sự im lặng của anh lại càng làm cho các mối nghi ngờ tăng lên. Các nhà cầm quyền Mỹ và Ý vẫn khăng khăng cho rằng, anh là người đứng đầu không những của tổ chức tội ác ở cả hai nước Mỹ và Ý mà còn là người chỉ huy mạng lưới thuốc viện lậu toàn thế giới. Đầu năm 1951, Jack Siragusa đến Rome. Anh ta là một nhân viên của ngân khố Mỹ ở Paris nhưng anh ta đã thuyết phục Ensinger cử anh đến ý với nhiệm vụ bẫy cho bằng được Luciano Siragusa nói thông thạo tiếng ý cả ngôn ngữ địa phương Naples và Sicily, đồng thời có một số hiểu biết về thế giới ngầm. Chính quyền và cảnh sát ý ở Rome đồng ý hợp tác, nhưng cảnh sát ở Naples thì không hay biết gì. Siragusa bắt đầu hoạt động ở Naples giả vờ là một người mỹ chuyên buôn thuốc phiện lậu. Bất cứ đi đâu gặp ai anh cũng mất chuyện và tìm cách lái câu chuyện dần dần về hướng Luciano mong tìm ra đầu mối. Nhưng những cố gắng của Siragusa thất bại, rủi do thay cho y, chỉ vài giờ sau khi anh ta đến Naples, mạng lưới chỉ điểm của Luciano báo cho anh biết sự có mặt của y. Hắn chỉ vừa mở miệng ra ở Naples là tôi biết hắn là ai rồi. Tôi nghĩ đến, bao giờ thằng Ensinger chó đẻ mới buông tha tôi. Vài ngày sau tôi được tin là siragusa đã gợi ý với một số người khai là họ nhận thuốc phiện của tôi đồng thời cũng được tin hắn đang tìm cách răng bẫy để vu cho tôi đến mức này là quá lắm rồi thế là tôi thu xếp để báo cho cảnh sát biết và kết quả là siragusa bị bắt quả tang cảnh sát cóc biết hắn là ai họ chỉ biết hắn là người mỹ đến ý tìm mua thuốc phiện họ đã tra hỏi hắn suốt đêm và thằng chó đẻ ấy không biết xử sự, sự thế nào nếu hắn mở miệng nói rõ hắn là ai thì sôi hỏng bỏng không? Nhưng nếu hắn không chịu khai thì chỉ có trời biết cảnh sát tiếp tục giam giữ và tra tấn hắn đến bao giờ. Sau nhiều giờ nếm đòn của cảnh sát ý, thằng chó đẻ ấy không chịu được, đành nói thật. Thật buồn cười là cảnh sát Nepal không tin lời hắn và không biết bao nhiêu điện đi điện về cho đến lúc cảnh sát ở Nepal chịu buông tha cho hắn. Như một con chó cục đuôi, Siragusa trở về Rome, vừa xấu hổ. Vừa ê ẩm cả người, từ đó hắn căm thù tôi còn hơn cả Enzinger. Tôi vẫn tiếp tục nhận được những báo cáo là hắn tiếp tục làm hại tôi. Nhưng kết quả hắn chỉ tự ngửi phân của hắn mà thôi. Trước đây Siragusa cũng đã có lý do để thù ghét Luciano. Hắn cũng đã nếm đòn thất bại ít nhất một lần trước kia, năm 1950. Eugenio Giannini một tên lưu manh Mỹ loại nhép và là thủ hạ của Tommy Lucis thỉnh thoảng có làm nhiệm vụ liên lạc đi châu Âu và thông thường hắn cũng đi móc nối công việc cho Genovis. Ngoài ra đã từ nhiều năm, hắn là tên chỉ điểm cho cục chống nha phiến. Năm 1950, sau khi tôi đến Naples, gã Giannini này từ Rome đến gặp tôi. Hắn trao lại cho tôi một số tiền từ New York gửi đến và số thư từ của Tommy Lucis và bạn bè khác gửi. Hắn đã có một đề nghị với tôi, hắn hỏi vay tôi một số tiền để buôn chợ đen. Tôi bảo tôi sẽ suy nghĩ điều này trong vài ngày. Trong khi Giannini chờ tôi trả lời, thì hắn bị cảnh sát bắt về tội buôn lậu penicillin. Cảnh sát không quan tâm đến việc buôn tiền chợ đen nhưng nếu là buôn lậu thuốc thì bị hành rất dữ rồi. Thế là khi Giannini bị bắt, hắn lập tức cầu cứu. Người đầu tiên được hắn cầu cứu lại là Siravusa. Thế là tôi hiểu ngay vấn đề. Siragusa đã dùng Giannini để bẫy tôi. Tôi nhắn tin về New York vạch rõ Giannini là thằng phản bội, phải chừng trị hắn khi nào cảnh sát Ý thả hắn về Mỹ. Ngày 20 tháng 9 năm 1952, Giannini bị bắn vỡ đầu ở Đông Harlem. Mặc dù thất bại, nhưng Siragusa vẫn báo cáo về Washington rằng, ngay từ khi đặt chân đến Ý, Luciano vẫn thường xuyên liên hệ chặt chẽ và bằng nhiều cách với những tên cầm đầu thế giới tội ác của Mỹ đặc biệt là qua các thủ lĩnh của thế giới ngầm từ Mỹ đến thăm Ý. Tôi có đầy đủ bằng chứng rằng Luciano đã được các vị khách này trao cho những món tiền lớn. Tháng 4 năm 1951, một cảnh sát Ý tên là Giuliano Oliva được tin báo, trong một chuyến máy bay từ Milan đến Palermo sẽ có hành khách tên là Frank Calay mang theo 3 kg bạch phiến để chuyển sang Mỹ. Khi chuyến máy bay này ghé lại Rome, cảnh sát đã bắt người Mỹ mang tên là Frank Calay họ lục soát hành lý nhưng chẳng tìm thấy gì. Hơn nữa, cảnh sát Ý rất ngạc nhiên vì theo tin báo thì Calais chạp chạc 50 tuổi, con người mà họ đang giữ mới 30 tuổi. Lập tức họ điện cho Naples, khi hành khách xuống máy bay, cảnh sát đã giữ lại một người có nhân dạng đúng như tin báo. Người này mang tên là Nick Keppo, nhưng chỉ mấy phút sau, hắn thừa nhận chính hắn là Frank Calais. Người bị bắt ở Rome là cháu hắn. Khi bị cảnh sát bắt và thẩm vấn, Calei bắt đầu khai và nói rằng số bạch phiến trong vali là do người Pháp tên Chevo giao cho hắn ở Milan. Hắn đưa đi Palermo để giao cho người bạn, nhưng sau đó, cảnh sát điều tra và phát hiện rằng không có người Pháp nào tên Chevo ở Milan cả. Còn người bạn người Sicily của hắn ở Palermo đã chết hai tháng. Calei bị đưa ra tòa và bị kết án 2 năm tù. Hết hạn tù, hắn biến mất và năm 1954 người ta tìm thấy xác hắn trên một chiếc xe ở đường phố New York với ba viên đạn vào đầu. Không có bằng chứng gì, vụ này dẫn tới thất bại. Luciano được tin báo của chỉ điểm cho biết nguồn cung cấp bạch phiến cho Calais chính là bạn cũ của Luciano, Joe Biondo. Siragusa vẫn chưa chịu thua. Y tuyên bố nhất định Luciano có liên quan đến vụ này và chính thức yêu cầu lục soát căn phòng của anh ở khách sạn du lịch cảnh sát Naples đã thực hiện yêu cầu này nhưng cuộc lục soát không đem đến kết quả gì. Thế là Luciano được thả ra. Khi anh rời nhà tù, một sĩ quan cảnh sát đã nhắc tên Siragusa. Siragusa vẫn tìm mọi cách để trả thù. Y được tin về chiếc xe buýt của Luciano và đề nghị cảnh sát ý điều tra xem Luciano có quyền sở hữu chiếc xe đó không. Luciano lại phải ra tòa. Anh đã không đăng ký chiếc xe ở nơi này và vẫn để biển đăng ký New Jersey anh bị phạt 32.000 đồng lira, tương đương 35 đô la. Những chuyện lôi thôi ấy có tác động mạnh đến Eva. Sau chuyện cảnh sát lục soát nhà, tôi đã nói với Eva là cuộc sống như thế này không còn phù hợp với cô ta nữa. Cô cần được sống yên ổn, đàng hoàng, mà cô sẽ không bao giờ còn nếu cứ ở với tôi. Tôi đề nghị cô trở về Milan và hứa rằng suốt đời cô sẽ không phải lo lắng gì về tiền bạc. Thật giống như nói chuyện với một bức tường, cô ta đứng dậy chạy đến ôm tôi cô ôm chặt đến mức tôi phải ngừng không nói nữa đến lúc này tôi đi đến một quyết định quan trọng giải quyết tận gốc các vấn đề của tôi với enzinger khoảng cuối tháng tư tôi viết thư cho ông ta bức thư này tôi nhờ người viết hộ nên rất hay tôi đề nghị enzinger rằng tôi đồng ý giúp ông ta giải quyết toàn bộ hoặc phần lớn vấn đề buôn lậu thuốc phiện nếu ông ta vận động được cho tôi trở về mỹ tôi nói rằng ông ta biết tôi không dính dáng gì đến chuyện buôn thuốc viện lậu. Những tiếng đồn về tôi đứng vào hệ thống này do ông kê và mọi người đặt ra mà thôi. Tôi có thể sử dụng vị trí này để làm một việc mà ông ta chưa hề đủ trí óc để nghĩ ra và cũng không ai trên thế giới này có thể làm được. Tôi phân tích rằng, vấn đề thuốc viện ở Mỹ là hoàn toàn ở ngoài nhập vào, từ châu Âu và từ Trung Đông. Vì vậy, tôi đồng ý sẽ giải quyết vấn đề tận gốc đó là cách duy nhất để cắt mọi vấn đề tiếp tế vào mỹ tôi nói là tôi có khả năng tập hợp các nguồn cung cấp lại chưa ai nghĩ đến làm việc này bởi vì họ ở phân tán rất nhiều nước tất nhiên tôi không nói với enzinger rằng tất cả đường dây ấy quy tụ lại ở genovis có nghĩa là tôi phải can thiệp vào việc này và thuyết phục họ sau khi đã nắm được toàn bộ những nguồn cung cấp theo kế hoạch tôi đề nghị với enzinger tôi sẽ trở về mỹ và tuyên bố với mọi người trong thế giới ngầm rằng tôi sẽ phá tan hệ thống thuốc viện lậu trừ phi họ từ bỏ hoạt động này khả năng xấu nhất có thể xảy ra là tôi có thể bị bắn chết những biện pháp quyết định của tôi sẽ làm cho mọi người trong thế giới ngầm ở mỹ thấy ra rằng tôi đặt vấn đề một cách nghiêm chỉnh và sau này họ sẽ kính phục tôi vì tôi đã giúp tất cả mọi người và đã cứu được toàn bộ tổ chức của chúng tôi còn đối với cục chống nhà phiến ở washington họ phải làm tất cả những phần còn lại họ sẽ nắm trong tay đại bộ phận mạng lưới và họ sẽ không cần phải lo lắng cho nước Mỹ vì họ có đủ sức để buộc các nốt có liên quan đến nguồn cung cấp phá vỡ cả hệ thống mà chính tôi đã tổ chức lên. Mới nghe thì điều này có vẻ viển vông nhưng trong thâm tâm, tôi tin rằng tôi có thể làm được. Tôi không hề nói với y một lời nào về việc này. Làm cho cô lo lắng thì có ích gì? Tôi biết rõ đề nghị của tôi đã đến Washington và Siragusa đã biết việc này nhưng đã không hề nhận được thư trả lời tôi nghĩ rằng đó là do enzinger và siragusa thành kiến với tôi đến mức họ không thể tưởng tượng tôi có thể làm việc gì tốt có người nào đó ở washington nghĩ rằng dù lucky luciano có đặt chân về mỹ đi nữa thì thuốc viện lậu vẫn tiếp tục được đưa vào mỹ chẳng những đề nghị của luciano không được trả lời mà sau đó siragusa còn tăng cường áp lực đối với anh cảnh sát tăng cường sự giám sát điện thoại của anh bị theo dõi và các khách đến thăm anh đều bị chụp ảnh từ xa. Hồi bấy giờ, Siragusa đã tìm ra được một đồng minh tích cực, đó là viên cảnh sát trưởng mới của Naples, Giovanni Florita. Ngay từ ngày đầu tiên Florita nhận chức, tôi đã được báo là ông ta sẽ là nguồn rắc rối cho tôi. Chỉ vài ngày sau, Siragusa xuất hiện ở Naples. Tôi được tin báo hắn và Florita đã ngoặc với nhau chặt chẽ một tay chân của tôi trong sở cảnh sát đã bí mật gặp tôi và nói tôi hãy coi chừng Siragusa vì hắn và Florida đã cam kết phối hợp hành động để kết tội tôi kỳ được. Cả hai đều hy vọng rằng, nhờ làm việc này mà họ, chỉ một bước, sẽ nhảy lên đỉnh cao của danh vọng. Suốt 18 tháng tiếp theo đó, Florida và Siragusa hoạt động tích cực nhưng vô hiệu quả. Họ đã nghĩ ra những trò thật là lố bịch. Một lần, có một nữ ba tước ở Naples chồng có chức cao nhưng tiền không một đồng xu dính túi. Bà ta rất xinh đẹp, dạo ấy đang xảy ra vụ ca Đồng thời Yvia và tôi cũng có cãi nhau về việc tôi từ bỏ hay không các hoạt động gangster. Vì vậy tôi rất buồn bực vì đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau. Tôi rời khách sạn và đang đi lang thang ở quảng trường thì một người rúi vào tay tôi một mảnh giấy và bỏ đi. Tôi đọc, thấy nét bút của phụ nữ và dưới ký tên bà bá tước. Bà ta mời tôi đến khách sạn London cùng uống rượu với bà. Khi tôi đến quầy rượu thì bà ta chờ tôi ở đấy. Ngay lập tức tôi đoán được bà ta muốn gì. Vì vậy, tôi ngồi xuống không nói một lời, chờ bà ta nói trước. Sau vài phút nói chuyện vu vơ, bà ta đi vào vấn đề. Bà ta nói mọi người ở Naples biết rõ tôi là người đứng đầu chợ đen. Còn bà ta chuyên buôn tiền và thuốc lá. Cùng một số người khác, bà đã đi về giữa Naples và Tanzia bà ta nói, nếu có thêm vốn thì có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Vấn đề thế là rõ, bà ta nói mặc dù có một số nguy hiểm, nhưng bà ta sẵn sàng, nếu tôi muốn dùng bà ta. Khi bà bá tước nói đến chữ, dùng, tôi hiểu rằng, tôi có thể kéo bà ta lên tầng trên và ngủ với bà, coi như đó là một cử chỉ thiện chí. Tôi nhìn bà ta không hề chớp mắt, cuối cùng tôi nói với bà ta một cách rất lễ phép, thưa nữ ba tước tôi đã chăm chú nhìn bà từ xa và tôi đã yêu bà đến mức không chịu được nữa bà ta hầu như dựng tôi dậy lôi tôi vào thang máy đưa tôi vào một căn phòng rất xinh đẹp nhìn xuống quảng trường cửa vừa khóa xong tôi quay lại nắm lấy áo bà ta và xé toạc ra thế là tôi bắt đầu bạt tai bà ta và bà ta ngã xuống giường đôi mắt bà ta gần như lồi ra ngoài tôi giận dữ đến mức mặc dầu bà ta gần như trần truồng nhưng tôi không hề có cảm xúc gì tôi nói tôi có người bạn gái giá trị gấp ngàn lần bà tôi sẽ không thèm sờ đến con chó cái của Florida gửi đến đâu bà phải nói ngay bọn các bà muốn gì cuối cùng bà ta nói thật Florida và Siragusa đã cho tiền bà ta để diễn màn kịch này mục đích là kéo tôi dính vào chuyện thuốc viện lậu các âm mưu nhằm đưa Luciano vào bẫy vẫn tiếp tục cuối cùng năm 1953 thị trường lo dân Rego ở Batipaya trên bờ biển gần Naples, mất tích. Một lần nữa Siragusa và Florita lại ra tay, ngoài số lương chính thức không lớn lắm, Rego công khai kinh doanh sản xuất tương cà chua, nhưng người ta phát hiện ra rằng thu nhập hàng năm của ông Rego vượt quá 20 triệu đồng lir tương đương 50.000 đô la. Số tiền này 470 quá lớn đối với một xưởng nhỏ như của ông ta. Người ta ngờ là số tiền này thu nhập từ chợ đen và Rego đã tham gia buôn lậu giữa ý và Tanzia theo các tin đồn, thì ông Raygo không phải chỉ buôn lậu thuốc lá và ni lông mà còn dính vào thuốc viện, cảnh sát tăng cường săn lùng Raygo. Người ta tìm ra một xác chết đã thối giữa trên một chiếc tàu hỏng đã bị vứt bỏ. Người ta cho rằng đó là xác của ông thị trường bị mất tích. Cảnh sát trưởng Florida đến ngay phòng của Luciano, còng tay anh lại và dẫn đi. Siragosa cũng lập tức đến sở cảnh sát và tham gia tích cực việc thẩm vấn luciano được biết người ta nghi anh đã giết ông thị trường động cơ của vụ án mạng luciano và rego chung vốn để buôn lậu thuốc phiện rego đã ăn bớt của luciano và thế là luciano trả thù luciano bị tạm giữ trong khi chờ đợi kết quả khám nghiệm xác chết kết quả khám nghiệm vụ án không có căn cứ xác chết không phải là thị trường rego tuy vậy các mối nghi ngờ đối với luciano vẫn tiếp tục bây giờ lại đến lượt francesco Serbilia hắn bị bắt ở Florida về tội buôn thuốc viện lậu, ngồi tù 15 tháng ở Louisburg và sau đó bị đẩy qua Ý. Khi đến Naples, hắn tình nguyện làm việc cho Siragusa và nhận nhiệm vụ xâm nhập vào tổ chức của Luciano. Thề có chúa, chỉ 5 phút sau thấy mặt hắn, chúng tôi đã biết hắn là ai. Tôi đã tống cổ hắn đi và bảo hắn về xin Siragusa bố trí một công việc tốt hơn. Nhưng Serbia lại dựng đứng lên một chuyện khác hắn nói là Luciano đã giao cho hắn 50 triệu đồng lira, khoảng 240.000 đô la, để giao cho thị trường Rego. Số tiền này để dùng vào việc buôn lậu thuốc phiện, Serbia đã đưa ra một danh thiếp với tên Antonio Rego, có chữ ký và con số 48.000 đồng lira. Hắn nói Antonio Rego là bà con của thị trưởng Mayor Rego, là chủ một chiếc thuyền nhỏ chuyên chở rượu vang từ thị trấn Chapani đi các nơi. Theo lời tuyên bố của Serbia chiếc thuyền này còn chuyên chở thuốc phiện lậu của Luciano và người thị trường sâu số đã bị giết và ném xác xuống biển vào ban đêm. một lần nữa Luciano bị cảnh sát bắt giữ. lần này họ tuyên bố là họ có bằng chứng đầy đủ. một lần nữa vụ án này thất bại. các cuộc điều tra nhanh chóng đi đến kết quả là Rego quả thật có một chiếc thuyền, nhưng chiếc thuyền của ông quá nhỏ không dám liều ra khơi và trên thực tế chưa bao giờ đi xa hơn các hòn đảo sát bờ biển Trapani. Hơn nữa Antonio chẳng bà con thân thuộc gì với thị trưởng Rego và chưa bao giờ gặp ông ta. Trong một cuộc gặp gỡ tình cờ trên một chuyến xe lửa, Rego bán cho Serbia một chiếc đồng hồ với giá 48.000 lira, khoảng 80 đô la, và trao cho anh cái danh thiếp thay hóa đơn. Thế là Luciano lại được thả ra. Xác của thị trưởng Rego không bao giờ tìm ra, còn Serbia thì lại phải ra trước tòa và vào nằm tù 3 năm vì tội vu khống một công dân của Naples ngài Sanvatore Lucania. Thất bại đó vẫn chưa làm cho Siragusa và Florita nản lòng. Khi nổ ra vụ tai tiếng lớn nhất ở Ý trong thời kỳ sau chiến tranh, họ lại tìm cách buộc tội cho Luciano. Dính vào vụ tai tiếng này, có ba công ty hóa chất và dược phẩm lớn sản xuất hợp pháp được chính phủ cho phép. Đó là phòng bào chế Schiaparelli, công ty SAIPOM và công ty SACI. Trong một thời gian ba năm, các công ty này đã bán ra thị trường bất hợp pháp hơn 350 kg bạch phiến, khoảng 30 triệu đô la theo giá bán buôn và 200 triệu đô la theo giá bán lẻ. Một số người trong các hội đồng quản trị và một số nhà khoa học đã bị buộc tội. Jack Siragosa tuyên bố, trong vụ này có bàn tay của Charlie Luciano. Để làm bằng chứng, y đưa ra việc Luciano có quan hệ với Egidio Calasabetta, chủ của công ty SACI, và với Joe Biondo bạn cũ của anh. Tất nhiên tôi có quen Calasabetta. Ông ta là một nhân vật quan trọng ở Milan, đã được thưởng nhiều huân chương và bằng danh dự vì các công trạng đối với đất nước. Tôi đã gặp ông ta một lần ở Capri. Ông ta cùng đến đấy với gia đình, và Ivia rất mến họ. Chúng tôi có thuê một ngôi nhà nghỉ hè ở Capri và đã có lần Calasabetta là khách của chúng tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi có dính dáng với nhau trong chuyện làm ăn. Ở New York, tôi cũng rất thân với tần, nhưng tôi cũng chẳng dính dáng gì đến việc kinh doanh đổ ra của ông ta còn dâu biondo thì tất nhiên là tôi quen từ những ngày xa xưa chúng tôi đã chơi với nhau anh ta đã đi cùng với tôi từ hồi chúng tôi bị bắt ở cleveland khi tôi đi gặp moedalit để bàn vấn đề maseria và maranzano trong thời gian tôi nằm trong nhà tù danemora anh vẫn thường đến thăm và mang cho tôi nhiều thứ có lần dâu từ new york đến ý và rẽ qua naples thăm tôi anh cũng có một số tiền, đồng thời cũng đem tiền cho tôi từ Mỹ tới. Nhưng lần này anh ta nói với tôi, anh ta có mối làm ăn ở New York và cần mua một số hóa chất. Vì vậy, anh ta đề nghị tôi giới thiệu với người nào đó ở Ý có nhà máy sản xuất những thứ này. Sau bao nhiêu năm không gặp nhau, tôi không thể từ chối. Tôi nói với dâu rằng tôi rất lấy làm tiếc dâu ạ, à, vì không thể giúp anh được. Chúng tôi phải đi Milan ngay. Yrieu bị ốm vì vậy tôi đã giới thiệu dâu với calaserbetta sau khi đã giới thiệu hai người với nhau luciano và biondo ra khỏi nhà máy thì bị cảnh sát bắt giữ và chất vấn lý do họ đến nhà máy câu trả lời của luciano rất đơn giản anh giới thiệu hai người bạn với nhau và có thể họ bàn những việc làm ăn với nhau các nhà chức trách tỏ ra bằng lòng với câu trả lời đó nhưng khi nổ ra vụ tai tiếng thì cuộc tiếp xúc này mang một ý nghĩa khác Siragusa lại bắt đầu khẳng định tôi là bạn của những tên trùm thuốc viện lậu đó và Joe Biondo là người liên lạc vì anh đã có quan hệ với tôi từ bên Mỹ. Siragusa là một người không biết tính toán, đôi ý với hắn 2 cộng với 2 không phải là 4 mà là 9. Vì vậy Enslinger dứt khoát phải đứng đằng sau hắn, nhờ đó, hắn phải tỏ ra danh ma như vậy. Những lời buộc tội của Siragosa không cớ giá trị nhưng nhiều công ty hóa chất, trong đó có công ty SACI đã phải đóng cửa nhiều người bị phạt vào tù. Calasbetta thì bị nêu tên trên báo chí. Còn đối với Luciano, thì tất cả các cuộc điều tra của cảnh sát và các nhà chức trách ý không tìm ra được bằng chứng nào buộc tội được anh và anh lại được trắng án. Hồi 32, do các nhà chức trách thường xuyên bám sát lấy anh cho nên Luciano luôn đứng trước nguy cơ không còn được tự do. Igia thường xuyên thúc giục anh cắt đứt quá khứ của mình và đoạn tuyệt với những việc kinh doanh bất hợp pháp anh đã có những biện pháp thỏa mãn ít nhất là một phần yêu cầu đó. Theo đề nghị của Ivia, anh mua một số đất ở Santa Marinella và lập một trang trại, giao cho một người em họ cùng tên là Salvatore Lucania quản lý. Anh lại bắt đầu tìm cơ hội có những kinh doanh hợp pháp. Hồi này, xưởng kẹo cũng sắp đi đến chỗ ngừng hoạt động. Mặc dù Cancedonia quản lý tốt và lợi nhuận không ngừng tăng lên, nhưng những tin đồn đại do các nhà chức trách tung ra rằng sườm kẹo là bình phong che đậy việc buôn thuốc phiện lại có hậu quả tai hại tôi bắt đầu căm thù siragosa hắn mù quáng đến mức mất hết lý trí hắn là một viên chức có nhiệm vụ bảo vệ luật pháp nước mỹ nhưng hắn không có quyền trở thành tên quái vật tất cả cuộc đời hắn hầu như chỉ nhằm mục đích là quật được tôi dù đúng hay sai tất cả những cuộc lục soát trong các hòm kẹo của chúng tôi cũng chỉ tìm ra kẹo trong khi đó thì hắn bất lực trước việc thuốc viện đưa vào nước Mỹ ngày càng gia tăng. Chúng tôi đã ký một hợp đồng xuất càng kẹo của chúng tôi sang Mỹ và bán trong các cửa hàng ở Chicago, Philadelphia, New York và nhiều thành phố khác. Theo lệnh của Siragosa, người ta lại bắt đầu điều tra. Các chuyến tàu chở kẹo của tôi hầu như bị phá sản bởi vì họ mờ và thử gần một nửa số kẹo, một số kẹo phải đưa vào phòng xét nghiệm. Số còn lại nằm chờ ở bến cảng, khi xét nghiệm xong, thì số kẹo này cũng hỏng, cuối cùng chúng tôi phải bán vội bán vàng và thu hồi được 40.000 đô la. Tất cả mọi chuyện đó là bởi vì thằng chó đẻ ấy không thể tưởng tượng được rằng tôi có thể làm việc gì đó hợp pháp. Tuy vậy, Luciano vẫn kiên trì tìm một kinh doanh hợp pháp, có lãi. Anh đã hứa với Eva như vậy, anh hứa với Eva là không dính dáng gì nữa với trộm cướp ở ý. Nhưng tôi phải giải thích cho cô biết rằng tôi phải rất thận trọng khi rút ra khỏi các hoạt động này sau bao năm làm ông chủ của mọi ông chủ khắp thế giới người ta nghĩ rằng tôi phải là người đứng đầu một cái gì đấy nếu tôi tuyên bố công khai là từ nay tôi không còn đứng đầu bất cứ một hoạt động gì nữa thì mọi người ở ý sẽ cho rằng tôi đã phải làm điều này dưới sức ép của ý nghĩa điều này có nghĩa là sự phá sản hoàn toàn bởi vì ở nước này người đàn ông phải là chủ trong gia đình bất cứ một người nào để cho vợ dắt mũi đi khắp nơi sẽ bị xã hội coi thường thậm chí là khinh rẻ Ivy đồng ý là tôi phải bảo vệ uy tín của tôi. Tôi vẫn phải là ông trùm gangster Charlie Lucky dù muốn hay không. Luciano lợi tìm cách kinh doanh hợp pháp, anh mở một cửa hàng bán đồ điện ở Naples. Trong cửa hàng của anh bán đủ thứ từ máy giặt, máy lạnh cho đến các dụng cụ điện loại nhỏ chưa từng có bao năm nay như bàn là điện, lò sấy điện. Nếu anh muốn, anh có thể có đủ các hàng này lấy từ các kho của Mỹ. Nhưng làm như vậy lại dính dáng đến chợ đen. Trong khi anh muốn việc kinh doanh của anh hoàn toàn hợp pháp. Vì vậy anh chủ trương chỉ bán đồ điện sản xuất ở Ý hoặc nhập cảng của Đức, thông qua việc nhập cảng hợp pháp. Anh áp dụng lối kinh doanh của Mỹ là bán hàng trả theo thời hạn. Lúc đầu công việc kinh doanh này tưởng như thành công, nhưng bỗng nhiên các hàng hóa Mỹ xuất hiện này càng nhiều trên thị trường Ý và việc kinh doanh của Luciano bị ảnh hưởng. Chỉ vài năm sau, anh phải đóng cửa hiệu và lỗ mất 50.000 đô la phần lớn số tiền này nằm ở các khách hàng mua theo lối trả dài hạn hồi còn ở mỹ không ai dám quyệt nợ của luciano và ngày nay ở ý anh cũng cố giữ điều đó luciano cần một người để đi thu nợ momo salemi sau một thời gian chạy trốn trên núi sicily đã nhờ bà con họ hàng van xin luciano tha tội và dùng lại hắn lần này thì y tỏ ra hoàn toàn chân thành hắn đã đi khắp đường phố của naples và đã thu lại một phần nợ nói trên luciano lại tìm mối kinh doanh hợp pháp khác dù cho mối này không đem lại nhiều tiền như buôn chợ đen nhưng ít nhất cũng không lộ vốn việc tìm được mối kinh doanh thế này không phải là dễ trong khi chờ đợi anh dính vào việc khác cũng đáng được anh quan tâm một hôm chascapato từ núi vesuvio đến khẩn khoản mời luciano và Ivia về thăm địa hạt của ông ở san sebastian Họ đang leo lưng chừng sườn đồi thì Chascapato chỉ vào một bãi trống và nói: "Đây là nơi xây dựng bệnh viện mang tên Đức Bà Luốt." Igia và tôi nhìn nhau, cùng hiểu ra được ý định của lão Cố đạo danh khôn này. Nhưng chúng tôi không thể không nhận ra rằng tình hình ở đây thật bi đát. Cả một vùng rộng mênh mông này không có lấy một bệnh viện. Và bất cứ người dân nào ở đây ốm, họ đều phải đi Naples để chữa. Họ lại không có ô tô cho nên thường phải cưỡi ngựa đi tìm bác sĩ. Vì vậy, con bệnh có thể chết dọc đường. Cha Scarpato nói rằng ông ta dự định xây dựng bệnh viện hơn 100 giường với những trang bị y tế hiện đại nhất và một số bác sĩ tài giỏi nhất. Ông ta muốn biết tôi có sẵn sàng giúp ông ta không? Tất nhiên tôi không từ chối. Cuối cùng tôi đã tìm được việc làm mà tôi cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết. Cha Scarpato sẽ lo việc vạch kế hoạch thiết kế và thực hiện ước mơ của ông ta. Luciano lo việc tổ chức tài chính. Công việc này gặp khó khăn và chậm trễ bởi vì nhiều người không muốn bỏ tiền ra. Mỗi lần anh trở về nhà, Ivia chế rượu anh, có thể chỉ ba, bốn ngày nữa là anh quên lời hứa của anh thôi. Anh có một cách tìm ra tiền là đi bảo vệ cho các nhà triệu phú. Cái vai Robin hút ấy rất thích hợp với anh và sẽ có ngày người ta kể lại rằng anh đã đi che chở cho người giàu để kiếm tiền giúp đỡ người nghèo. Có thể đó là những ngày hạnh phúc đối với Luciano nếu anh không có những lo lắng mới tình hình tài chính của anh không được tốt đẹp lắm tài khoản ngân hàng của anh ở thụy sĩ cũng đã bị hao hụt nhanh chóng vì số tiền bị lỗ trong việc kinh doanh kẹo và đồ điện ngoài ra mức sống cao số tiền lớn anh chi vào các công việc từ thiện cũng đã làm anh nghèo đi hàng ngày những người mỹ đi đầy nghèo khổ tìm đến anh và cũng không biết bao người khác đến gặp anh kể lể về cuộc đời éo le của họ anh thường phải cho họ tiền cũng có nhiều người trước đây đã từng làm việc cho anh hoặc đang hoạt động trong hệ thống chợ đen. Anh phải trả cho mỗi người 50 đến 70 đô la một tuần. Hàng tháng anh vẫn nhận khoảng 25.000 đô la từ Mỹ gửi qua. Nhưng số tiền này, anh tiêu sạch. Anh bỗng nhớ đến một câu chuyện của Lansky hồi gặp nhau ở Taomina. Lansky có nói với anh về một cách làm ăn mà thế giới ngầm gọi là, giặt là, cũng đơn giản thôi. Tiền thu được trong các sòng bạc và các món kinh doanh khác ở Mỹ được gửi vào các ngân hàng ở Thụy Sĩ. Sau đó, Lansky thu xếp một số hoạt động hợp pháp của thế giới ngầm như gá bạc ở Nevada, công việc xây dựng khách sạn, và để làm những việc này, người ta vay số tiền họ đã gửi ở Thụy Sĩ. Kinh doanh lối này vừa hay vừa hợp pháp, chúng tôi đã đi vay tiền của chính mình và trả lãi cho từng đô la nằm trong túi chúng tôi. Đồng thời chúng tôi cũng tránh không phải nạp thuế thu nhập, Lansky thường nói. Có nhiều tiền là một điều, hay nhưng để tiền nằm yên, không sinh sôi nảy nở là không hay. Chúng ta phải làm ăn theo lối các nhà ngân hàng, họ lấy tiền của người khác để làm ra tiền cho họ. Tất nhiên cách làm ăn của chúng tôi tốt hơn, nhờ đó chúng tôi nắm được một số kinh nghiệm hợp pháp. Mayer gửi số tiền lớn sang Thụy Sĩ, từ Thụy Sĩ lại được gửi về Mỹ bằng hình thức cho vay và sau đó tiền lãi lại được gửi về Thụy Sĩ như là một phần của lợi nhuận không được đánh thuế chúng tôi làm ăn như một nhà máy in tiền và công việc này có vào khoảng 1951. Mayer khuyên tôi nên tham gia và góp một phần số tiền tôi nhận được từ Mỹ gửi sang và một phần lợi nhuận tiền thu được ở Ý, cùng nhau mở tài khoản ở Zurich. Tôi đồng ý và mọi việc bắt đầu. Tôi được tin là dâu Adonis mang tiền sang cho tôi và tôi có thể gặp anh ta ở sân bay Zurich. Các ngân hàng Thụy Sĩ nhận gửi tiền ngay tại sân bay. Vì vậy, Người gửi tiền chỉ cần xuống máy bay và đi thẳng đến chi nhánh của ngân hàng mà không phải qua hải quan. Hồi bấy giờ dâu Adonis bắt đầu gặp rắc rối, tiểu ban điều tra của thượng nghị sĩ Kefauver đã thẩm vấn anh như thẩm vấn Costello, Gilman và những người khác. Tiểu ban này bắt đầu điều tra về hệ thống gá bạc ở New Jersey, về tiền anh hối lộ cho các viên chức nhà nước, họ điều tra về sinh quán của anh. Thằng ngốc này đã khai hắn sinh ra ở New York, hắn tưởng là đã giấu kín được lý lịch và không ngờ rằng tiểu ban đã phát hiện ra dâu ở Adonis chưa là công dân nước Mỹ. Vì vậy hắn đến Zurich để chuẩn bị trước cho trường hợp hắn rời nước Mỹ. Tôi đến Zurich đi loanh quanh ở sân bay cho đến khi chiếc máy bay của dâu từ New York đến hạ cánh. Hắn vẫn như xưa, không thay đổi gì cả. Khi xuống nửa chừng cầu thang máy bay, hắn dứng lại trải tóc và làm duyên làm dáng như là một tài tử điện ảnh. Từ hội nghị ở Havana. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau cho nên cuộc gặp gỡ rất vui vẻ và thân mật. Đã 30 năm nay dâu là chiến hữu thân cận của tôi. Anh cùng với Frank và Meyer là những người đại diện các quyền lợi của tôi ở Mỹ. Đồng thời tôi cũng dựa vào họ để ngăn chặn bớt tham vọng của con lợn in Vito Genovis. Chúng tôi cùng nhau đến chi nhánh ngân hàng và dâu giao cho tôi một gói tiền. Trong gói có khoảng 100.000 đô la. Đây là một số tiền nhỏ so với tình hình làm ăn của chúng tôi ở Mỹ. Tôi tuy bị biệt xứ ở Ý, nhưng tôi vẫn là người đứng đầu thế giới ngầm ở Mỹ. Đến lượt dâu đăng ký gửi tiền, anh có biết hắn ta gửi bao nhiêu không? 3 triệu đô la, cả số tiền lớn đó nằm gọn trong chiếc cặp hắn cầm ở tay. Hắn mở cặp, đếm tiền và gửi ngân hàng, đúng 3 triệu, còn tôi chỉ gửi 100.000. Tôi đưa hắn vào trong phòng dành riêng cho khách gửi tiền. Lúc ấy tôi cảm thấy rất bực mình, tôi nói với dâu, "Này dâu, tại sao như thế này?" Tôi chỉ nhận 100 nghìn, còn anh gửi 3 triệu, anh hãy giải thích cho tôi nghe. Dâu trả lời, Charlie à, không có gì sai trái đâu. Số tiền 3 triệu đô la này, tôi đã dành dụm nó bao năm nay. Đó là tiền riêng của tôi, tôi nói vói dâu, tôi không tin được. Anh sống cuộc sống sang trọng chẳng kém gì tôi. Anh kiếm được bao nhiêu tiền, anh tiêu hết bấy nhiêu. Hàng tháng tôi nhận được 25.000 từ Mỹ gửi sang ngoài gói tiền anh đưa cho tôi. Và đó là tất cả phần mà tôi được chia. Các anh đang làm ra rất nhiều tiền, nhưng tìm cách ăn chặn của tôi. Dâu trả lời, Charlie ạ, à, Lansky là người thu xếp việc này, và chính anh ta là người quyết định mỗi người được chia phần bao nhiêu. Nếu anh có kêu ca thì hãy nói với anh ta, mỗi lúc tôi càng thấy trở nên giận dữ. Không phải chỉ vì việc tôi biết là chúng nó ăn chặn của tôi mà còn vì người chiến hữu lâu đời này của tôi chỉ lát nữa sẽ lên máy bay và trở về Mỹ với New York voi những bầy gái đẹp, còn tôi lại lủi thủi trở về Naples, chui vào cái hộp đêm loại xoàng và bẩn thỉu đến mức người ta phải giữ cho ánh sáng chỉ được lờ mờ để khách hàng không thấy và không nôn mửa. Tôi nghĩ đến chiến hữu của tôi đang làm chủ cả một tòa nhà đồ sộ ở New Jersey, luôn luôn tự khoe mình là người Mỹ yêu nước và cũng không ngớt lời nói về đứa con trai sắp bước vào trường quân sự West Point, đó là ông bạn Meyer của tôi. Tôi không khỏi nghĩ đến cuộc sống của tôi và Evia về việc chúng tôi không được phép có con chỉ vì tôi là ông chủ của mọi ông chủ. Cảnh sát giám sát tôi suốt 24 tiếng đồng hồ trong khi đó thì dâu Adonis bắt tay các thượng nghị sĩ hạ nghị sĩ, các nhân vật tay to mặt lớn đêm nào cũng gặp anh ta trong hộp đêm Copa. Vì vậy, tôi nói với dâu là anh ta nên san sẻ số 3 triệu đô la ấy với tôi. Tôi nói với anh ta về tình hình tôi và Yvia rất muốn có cuộc sống đầy đủ vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi thực sự lo lắng cho một người khác là Ivia. Tôi nói với anh ta rằng, dâu ạ, à, nếu không có tôi thì anh chẳng còn đồng xu nào. Tôi đã mở đường cho anh, hồi anh cùng đi với tôi đến Philadelphia. Chính tôi đã bỏ tiền ra cho anh làm vốn mua số rượu của Oxy Gordon. Chỉ nhớ anh còn tốt chứ, dâu. Anh không biết, tất cả sự nghiệp của anh là nhờ tôi hay sao. Anh có biết hắn ta trả lời thế nào không? Hắn nói, Charlie ạ, à. anh không thuyết phục được tôi đâu. 30 năm bạn bè với nhau chỉ một phút là đổ vỡ hết. từ đó tôi không còn tin vào thằng chó đẻ ấy nữa. khi tôi trở về đến Naples, tôi viết ngay cho Lansky một bức thư để hỏi anh ta về vấn đề này. tôi nói với Meyer là tôi cần một số tiền kha khá. Meyer nhắn tin là sẽ qua ý gặp tôi và anh ta đã đến. Meyer nói với tôi rằng những lời dâu ở Donetsk nói là đúng sự thật. những năm gần đây hắn rất lo sợ là có khả năng phải đi đẩy biệt xứ nên hắn đã ki cóp từng đồng xu và tất cả đem gửi ngân hàng để đề phòng lúc trái gió chờ trời. Mặc dù hồi đó tôi còn tin ở Mayer và tôi cho rằng những lời anh ta giải thích có phần nào đúng sự thật. Nhưng tôi có phần cảm thấy không bằng lòng, tôi không hoàn toàn tin câu chuyện đó và những suy nghĩ của tôi về Adonis không thay đổi. Những năm tiếp theo, Luciano thường xuyên đi Zurich để ký gửi vào tài khoản, giật là. Sau này, khi anh hết tiền và nguồn tiếp tế từ Mỹ sang cũng chấm dứt thì anh buộc phải rút số vốn này ra. Cứ mỗi lần tôi đến Zurich, tôi lại nhớ đến con số 3 triệu đô la của Adonis, tôi lại tức. Năm 1955, những chuyến đi ra nước ngoài này bỗng nhiên chấm dứt. Siragusa được cử làm giám đốc phân cục châu Âu của cục chống nhà phiến Mỹ. Một hôm ông ta triệu tập các nhà báo và ra tuyên bố tố cáo Luciano, đòi phải có biện pháp đối với anh lần này yêu cầu của Siragosa lập tức có tác động. Một tiểu ban đặc biệt của Naples đã gọi Luciano đến thẩm vấn. Cuộc thẩm vấn được dự định vào năm đến 11 và anh được lệnh phải trả lời các câu hỏi và báo cáo chi tiết các nguồn thu nhập của anh. Suốt mấy tuần lễ khi có thẩm vấn, các nhà chức trách Mỹ và Ý đã cung cấp cho nhà báo đủ mọi chuyện về Luciano. Họ mô tả anh là một mối nguy cơ lớn đối với an ninh của quân đội Mỹ do những quan hệ rộng rãi của anh đối với sĩ quan và quân lính của hạm đội Mỹ đóng ở Naples. Vì anh có thể tha hồ lấy hàng hóa trong các kho hàng Mỹ, đồng thời sử dụng đường dây thư tín dành riêng cho quân đội Mỹ. Cảnh sát trưởng Naples, Florida cũng đã tham gia, dàn hợp sướng này ầm ĩ lên tiếng tố cáo Luciano và nói rằng những cuộc điều tra gần đây đã có một số kết quả có thể đưa đến việc kết tội Luciano. Siragusa đã cảm ơn ông ta và nói tiếp Ông ta sẽ hợp tác với Nepal nếu ông được yêu cầu Từ bên kia Đại Tây Dương Cũng đã có những ý kiến đề nghị tiểu ban này Phải có biện pháp với Luciano Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Jack bay Bang New Hampshire Thành viên của tiểu ban Kefauver Tuyên bố Có những người mà tư cách của họ Đã làm nhục các công dân Mỹ khác Theo ý tôi Đứng đầu những người đó là Lucky Luciano Tiểu ban đã họp sau khi nghe Luciano tự bào chữa và các viên chức tố cáo anh, Tiero ban bắt đầu họp kín. Vài tháng sau, quyết định của tiểu ban đã được công bố. Luciano là một phần tử nguy hiểm của xã hội, vì vậy, trong hai năm, anh không được ra khỏi nhà vào ban đêm, ban ngày anh không được phép đi quá Nepal 16 dặm. Anh không được đến một số nơi như các hộp đêm và trường đua ngựa Agnano. Tuy vậy người ta cũng chiếu cố cho phép anh và Igia đi nghỉ mát ở bãi biển Ostia ở ngoại ô Rome và được phép về thăm trang trại Santa Marinella cách Rome 40 dặm về phía tây bắc. Hồi 33, cuộc đời của anh đã bắt đầu bước vào vòng luẩn quẩn, xen lẫn thời kỳ được tự do có hạn chế với thời kỳ có hạn chế nghiêm ngặt, giữa những phút đầy quyền lực và những lúc hầu như bất lực điều tệ hại hơn đối với một người đã có lúc tưởng rằng tự làm chủ được số phận của mình đồng thời làm chủ số phận xung quanh thì nay bị cảm thấy mình phụ thuộc vào những người khác, không đủ sức tác động vào các thế lực xung quanh để gỡ dần tình thế khó khăn. Đầu những năm 50, Luciano chỉ được phép ngồi xem truyền hình hoặc đến ngồi trong bóng tối của một dạp chiếu bóng để xem những cảnh khủng khiếp đang thu hút những khán giả truyền hình và điện ảnh Mỹ. Một số nét về các tổ chức chính bản thân anh tạo ra cảnh những chiến hữu của anh bị moi ra từ những nơi ẩn nấp tăm tối của họ bị lột mặt nạ và bị tố cáo là những đầu sỏ của thế giới ngầm có tổ chức khác với những công dân mỹ lương thiện khác luciano không tìm thấy có cái gì gây ấn tượng ở kefauver thượng nghị sĩ bang tennessee cũng như trong hoạt động của tiểu ban khi tiểu ban này hé mở một vài cánh cửa nhỏ nhìn vào thế giới ngầm đang kiểm soát các thành phố mỹ anh cũng không thấy buồn cười trước sự ngây thơ của thượng nghị sĩ tơ bay đã luống tuổi khi ông ta tuyên bố trước tiểu ban đòi các tranh án phải trả lời câu hỏi của ông ta là tại sao có các trạng sư đáng kính trọng lại đứng ra bào chữa cho lũ trộm cướp như vậy những câu hỏi hóc búa và giọng nói trầm bổng của rudolph holly cố vấn của tiểu ban cũng chẳng làm cho anh chú ý khán giả mỹ gần như bị thôi miên nhưng luciano thì gần như phát ốm khi thấy cảnh frank costello ra trước tòa anh từ chối không để các phóng viên truyền hình quay chính diện anh khi frank theo lời khuyên của trạng sư từ chối không trả lời các câu hỏi một trong các trạng sư đó là jock wuất trước kia đã từng bảo chữa cho luciano costello là bị cáo được mọi người chú ý nhất gần như là diễn viên chính của cuốn phim còn virginia hill người tình của frank đã luôn cho mọi người phì cười luciano không cười khi cô ta tự mô tả mình là một cô gái tóc vàng vô tội dại dột ngây thơ và không biết một tí gì về mọi chuyện xảy ra xung quanh cô. Tiếp đó là một cuộc diễu hành của các chiến hữu của Luciano và bộ mặt của họ từ nay không còn là bí mật nữa. Dâu Adonis, Longy Zilman, Meyer Lansky, có luật sư Polakov ngồi bên cạnh, Willy Moretti, Albert Anastasia, nghĩa là hầu như toàn bộ những đầu não của thế giới ngầm. Họ làm ra vẻ ngạc nhiên khi bị gọi ra tòa và bị chất vấn họ làm như không biết một chút gì về bất cứ tội ác nào thỉnh thoảng họ lại im lặng từ chối trả lời các câu hỏi cựu thị trưởng thành phố new york william o'Doyer hiện nay là đại sứ mỹ ở mexico cũng có mặt tại phiên tòa ông ta tìm mọi cách để giấu bớt những mối quan hệ với costello luciano và các bị can khác Điều duy nhất làm cho Luciano cảm thấy vui vẻ là hình ảnh của thống đốc New York Thomas Dewey ngang nhiên từ chối không khai trước tiểu ban về việc thả Luciano và về việc gá bạc công khai ở Saratoga. Đối với tôi, thật như cơn ác mộng. Những cuộc điều tra này khi đã kết thúc tuy không có tác dụng gì lớn nhưng cũng đã dọi một tia sáng vào cuộc đời của một số chiến hữu của tôi. Suốt cuộc thẩm vấn, tên tuổi của tôi thường xuyên được nêu lên vì vậy cảnh sát ý không ngừng tra xét tôi và làm cho cuộc sống của tôi không thể chịu nổi. Hồi đó, tôi đã từ bỏ mọi dính líu đến các hoạt động bất hợp pháp ở ý để giữ lời hứa với Yvie nhưng họ vẫn quấy rầy tôi. Hàng ngày, Siragusa vẫn tiếp tục dùng đủ mọi thủ đoạn để chống lại tôi. Đồng thời tận dụng Florida không để cho tôi yên. Khoảng năm 1954, tình hình trở nên khẩn trương, các vận động viên cho cuộc bầu cử thống đốc ở New York và đảng Dân Chủ ra sức tố cáo Dewey đã thỏa hiệp với tôi và thả cho tôi đi. Dewey nói rằng ông đã cho phép tôi ra đi bởi vì tôi đã làm một số việc bí mật cho chính phủ trong thời gian chiến tranh. Vì bí mật nên anh không thể nói được. Tình thế đã đến mức người Ý phải mở một phiên tòa Palermo để xem tôi có giúp chính phủ Mỹ hay không. Tôi được lệnh ra tòa để khai báo. Tôi biết là không ai muốn nghe tôi nói sự thật cả. Họ chỉ muốn tôi ra tòa và nói dối, vì vậy tôi cũng sẵn sàng làm cho họ bằng lòng. Tôi không phải là tướng Eisenhower nhưng tôi đã nói với họ rằng tôi là một người Mỹ yêu nước vĩ đại. Tôi cũng đã bịa ra cho họ nghe chuyện tôi đã tổ chức người Mỹ và Sicily ở bến cảng để đánh bại bọn quốc xã, đồng thời tôi đã tổ chức lực lượng ở Sicily để giúp cho quân đội Mỹ đổ bộ thành công vào đảo này năm 1943. Toàn là những điều bịa đặt nhưng đó là điều họ muốn nghe và cũng rất thích thú trước tòa tôi đã tỏ ra rất hùng hồn và rất đáng được thưởng huân chương việc tiếp tục nói dối còn có ý nghĩa đối với luciano nếu anh nói sự thật anh sẽ làm hại Dewey huy và anh sẽ bị trả thù những tin đồn đại về những đóng góp của anh vào chiến tranh đã làm cho anh trở thành nổi tiếng trong dân ý nhờ đó anh đã trở thành một người được nhiều chính khách và nhà kinh doanh có uy tín và thế lực ở ý giúp đỡ nếu anh nói sự thật thì không những anh làm hại Dewey mà anh còn có thể làm mất tiếng tăm của anh trong dân chúng Mỹ, đồng thời mất một số người bạn có thế lực. Anh không dại gì mà làm điều đó, những lời khai của Luciano đã được đăng rộng rãi trên báo chí Ý, cùng với những mẩu chuyện về thiên tình sử của anh với Evia, cũng như những hoạt động từ thiện của anh đối với những người nghèo ở thành phố sau chiến tranh. Đồng thời người ta cũng nói đến những áp lực và sự thù địch cũng như những lời tố cáo của Siragusa về những tội ác của anh. Hồi bấy giờ Luciano hầu như đã từ bỏ hy vọng trở về Mỹ và bắt đầu chấp nhận thực tế anh sẽ ở lại Ý cho đến hết đời. Việc trở về Mỹ tùy thuộc kết quả bầu cử tranh chức Tổng thống của Dewey. Chẳng bao lâu, khả năng này ngày càng ít ỏi. Năm 1952, Eisenhower đã thắng cử một cách rôm rà. Và năm 1956 việc ông ta tái đắc cử là điều hầu như chắc chắn. Khi ông ta hết nhiệm kỳ chắc chắn sẽ có cả một thế hệ lãnh tụ chính trị mới ở Mỹ. Tom Dewey sẽ chỉ còn là một chính khách già cỗi, không có tương lai và cũng không có ảnh hưởng trong toàn quốc. Vì vậy, Luciano thực hiện mong muốn lâu dài của Iguia là có mái nhà riêng. Họ thuê một ngôi nhà ở Vietaso, trên bờ vịnh Naples. Các đồ trưng bày trong nhà đã được mang từ Rome đến và Chascapato đã làm giúp các tủ sách và số đồ đạc khác trong thời gian nhàn rỗi của ông ta. Họ thuê một phụ nữ tên là Lydia để trông coi nhà cửa. Luciano cũng đã mua hai con chó giống Manchester, chẳng bao lâu anh đi đâu cũng có hai con chó chạy theo. Anh còn tìm ra được một hoạt động kinh doanh hợp pháp mới chắc chắn thành công đồng thời lại không làm hại đến hình ảnh người làm ăn lương thiện mà anh đang tạo ra cho mình. Anh mở một gian hàng ở khách sạn Hoàng gia chuyên bán những máy điện quang, điện tâm đồ, và nhiều máy móc y tế khác. Gian hàng này cũng có thể cung cấp những thiết bị mà Charles đang xây dựng bệnh viện. Cho đến lúc này, anh vẫn bị cảnh sát theo dõi suốt ngày đêm. Ban đêm anh vẫn chưa được ra khỏi nhà và điện thoại riêng của anh vẫn bị theo dõi. Tuy nhiên thỉnh thoảng anh vẫn tìm cách bí mật đi gặp những người liên lạc hoặc khách từ Mỹ đến. Năm 1958 phần lớn những cuộc gặp gỡ này diễn ra ở Taomina. Người bạn đồng thời là chân tay tin cậy của anh là Rosario Vitality thường xuyên ở Mỹ sang Ý. Anh ta có ngôi nhà riêng sẵn sàng để cho Luciano sử dụng. Nhưng có một vị khách quan trọng từ Mỹ đến mà Luciano rất muốn tránh mặt. Dầu ở Donis cuối cùng đã từ bỏ các vụ kiện tụng với cảnh sát, tòa án ở New York và New Jersey cũng như các nhà chức trách về nghiệp cư anh tự nguyện vĩnh viễn rời bỏ nước Mỹ để khỏi vào tù hoặc đi đầy. Sau một loạt những bữa tiệc tiễn đưa rầm rộ, ngày 3 tháng 1 năm 56, Adonis lên tàu Conte Biancamano, một tàu biển chuyên chờ người Mỹ và Ý rất sang trọng. Anh đã chuẩn bị chuyến vượt biển này như một nhà triệu phú và thuê cả mấy phòng quan trọng, ngủ, khách, tắm, hết 740 đô la. Adonis có ý định đến thẳng Milan, nhưng con tàu của anh sẽ phải ghé lại Naples các nhà báo hỏi anh ta có đến gặp luciano không anh ta trả lời rằng chuyến đi này không phải đi thăm luciano và anh nghĩ rằng luciano cũng chẳng đến gặp anh ở naples các phóng viên cũng hỏi luciano như thế anh trả lời tôi chẳng đi đón ai cả tôi chẳng có gì đáng nói với những người như anh ta nếu anh ta muốn gặp tôi thì đó là chuyện của anh ta còn tôi không có lý do gì gặp anh ta sau đó luciano nói chuyện với các nhà báo về bệnh viện của Charles capato và các công việc khác trong đời tôi đã có vài lần nói quá lời và lần này tôi cũng không giữ kín được miệng tôi biết dâu đang đi trên con tàu conte biancamano lần này anh ta tự trả tiền lấy cứ mỗi ngày qua con tàu đến gần ý hơn tôi lại nhớ đến chuyến đi của tôi trên con tàu laurakin và nhất là trên con tàu thổ nhĩ kỳ ba kia đầy những chuột và hôi hám đến buồn nôn Ấy thế mà bây giờ cái thằng chó đẻ này lại mò đến ý để tận hưởng số tiền 3 triệu đô la ở Thụy Sĩ. Trong khi đó, tôi vẫn chưa được phép ban đêm rời nhà đi ăn ở khách sạn. Điều đó làm tôi buồn bực đến mức, nếu không có ý ghia bên cạnh, chắc chắn tôi đã có một vài hành động đáng tiếc nào đó. Khi con tàu cập bến, Luciano đứng thật xa, Adonis rời tàu và ngay chiều hôm đó đáp xe lửa đi Milan. Tuy nhiên cả hai người đều rất muốn gặp nhau. Một tuần sau, Luciano và Igia bí mật về Milan. Trong khi Igia đi thăm bà con thì Luciano và Adonis gặp nhau ở một khách sạn. Cuộc gặp ngắn ngủi, khó khăn và chỉ nói chuyện làm ăn. Adonis trao cho Luciano những thư từ từ Mỹ. Họ chia tay, mãi Noel mới gặp nhau. Ngày trước khi gặp lại Adonis, Luciano nhận được một số tin vui. Tháng 11, cảnh sát Naples lơi lòng cho anh một chút vì hai năm qua anh tỏ ra phục thiện cùng với một số người bị đẩy khác, anh đã gửi thư cho Tổng thống Eisenhower xin được trở về Mỹ. Anh không ngạc nhiên khi đề nghị này bị bác bỏ. Tôi không bao giờ hy vọng được chấp nhận, vì vậy tôi không thất vọng khi đề nghị bị từ chối. Tất nhiên, tôi biết rằng Ensinger đã báo cáo cho bộ tham mưu của Eisenhower tất cả những điều bịa đặt láo tuyết về tôi mà Siragusa gửi về Washington. Hắn muốn dồn tất cả các tội lỗi vào tôi. Nhưng điều buồn cười là Igia đã tỏ ra rất vui sướng khi đề nghị của tôi bị bác bỏ. Cô ta không bao giờ nghĩ đến việc về Mỹ với tôi. Cô ta nghĩ rằng nếu tôi về Mỹ, tôi lại dinh đến tội ác và những khó khăn, rắc rối lại ập đến. Hy vọng lần này Luciano sẽ được sống một cuộc sống bình thường và yên ổn. Igia thường xuyên thúc giục anh mua một ngôi nhà hoặc một căn hộ riêng của mình. Luciano đồng ý và họ bắt đầu tìm kiếm. Gino Seoma đã giúp họ trong việc này. Gino sinh ra ở Ý, anh di cư sang Mỹ, mở một hiệu ăn và kiếm được một số tiền, thế là anh trở về Naples định mở một hiệu ăn nhưng không đủ vốn. Luciano tình cờ gặp anh và đã cho anh vay số vốn cần thiết. Năm 1957, Ceoma mở một hiệu ăn ở Paternop trên con đường chạy dọc vịnh Naples, cách khách sạn Excelsior và các khách sạn cho khách du lịch và nhân viên hải quân Mỹ một quãng ngắn. Anh đặt tên là Hiệu ăn California. Với sự có mặt gần như thường xuyên của Luciano, Hiệu ăn này đã nhanh chóng thành một điểm hấp dẫn đối với khách du lịch Mỹ. Họ muốn đến đây để biết mặt ông trùm gangster nổi tiếng. Seoma rất tự hào về quan hệ bạn bè với Luciano. Vì vậy, trên tường Hiệu ăn, anh treo đầy ảnh Luciano và các vị khách nổi tiếng của anh. Cho đến nay các bức ảnh này vẫn còn trên tường, trừ bức ảnh của Luciano đang nói chuyện với Frank Sinatra. Cách đây vài năm, có một khách không quen biết đến gặp Seoma Ma và yêu cầu cất ngay bức ảnh này. Hiệu ăn California chưa xây dựng xong thì cuối năm 1956, CEO Ma được biết hai người bạn của anh cần mua một ngôi nhà. Anh sốt sắng giúp đỡ họ và chẳng bao lâu anh tìm ra một căn hộ trên tầng cuối cùng ở một ngôi nhà 5 tầng ở khu Paco Comola rất yên tĩnh và cũng rất gần Vietaso là nơi Luciano và Igia đang ở. Căn hộ này rất rộng rãi và có một hàng hiên bao quanh. Luciano lập tức mua ngay với giá 25.000 đô la. Giấy tờ mang tên em của anh là bác để tránh những lôi thôi về pháp lý. 6 năm sau, bác lại bán lại căn hộ này với giá 32.000 đô la, chỉ bằng nửa giá trị thật của căn hộ này theo thời giá ở Naples. Từ chỗ ở mới, anh có thể nhìn được hoàn toàn cảnh vịnh Naples cho đến tận núi Vesuvius. Eva rất thích và suốt ngày cô ta thúc giục các thợ làm vườn trồng hoa dọc hiên và mặc cả mua bán các thứ thiết bị trong nhà. Ivia cũng đã thuê các cô em gái của mình treo màn gió, bức màn nào cũng theo chữ L. Cô ta nói đùa với Luciano rằng, nếu trong trường hợp họ không sống với nhau nữa thì Luciano phải hứa cho cô ta mang theo bức màn này, vì tên hai người bắt đầu từ chữ L. Đúng vào lúc mua căn hộ này, tôi bắt đầu hoạt động kinh doanh mới. Cửa hàng bán các dụng cụ y tế ngày càng tồi tệ hơn vì suốt ngày tôi bận việc với Chascapato tôi có thuê một nữ thư ký tên là Dora de Negris. Nhưng một mình cô ta không thể điều khiển được cửa hàng. Lúc này Chascapato có ý kiến mở một xưởng nhỏ sản xuất thiết bị cho các trường học công giáo. Xưởng này còn có thể sản xuất các thứ dùng cho bệnh viện. Chascapato tỏ ra một người khá tinh khôn. Ông ta biết thế nào tôi cũng giúp ông với hình thức duy nhất là người hùn vốn. Thế là tôi bắt đầu bán đủ thứ mà tôi bán được không có nhà thờ nào mà bên cạnh không có môi trường và không có nhà trường nào không có bàn ghế và các đồ dùng khác. Tôi tự nhủ rằng, có lẽ cuối cùng tôi đã tìm ra hoạt động kinh doanh hợp pháp, có lãi. Nhưng tôi đã lầm, tôi đã nhận ra điều này mấy năm sau. Chúng tôi bấn hết sản phẩm của chúng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi thu lại được đủ số tiền. Ở Ý, có một số đạo luật cấm không được thu tiền của nhà thờ. Xí nghiệp của tôi bán ra hàng triệu đồng nhưng tôi gần như trắng tay giống như thời kỳ trước kia tôi thuê Momo Salemi đòi nợ. Thỉnh thoảng tôi trở về nhà vào ban đêm, tôi chỉ muốn đập đầu vào tường vì ở đất ý này cứ mỗi lần tôi mó tay vào món làm ăn nào là đều bị thua lỗ. Lần này tôi lại dùng mâm mâu, hy vọng, ít nhất thu được số tiền ở nhà thờ. Nhưng lần này anh ta không thể ham dọa được những người như các khách hàng trước kia. Lần này anh gặp các vị cha cố hoặc các giám mục và nói với họ rất lễ phép để họ trả một số ít tiền phần lớn các trường hợp người ta đã trả lời như nhau nhà thờ quá nghèo không thể trả được anh ta trở về gặp tôi và nói charlie tôi phải làm gì theo tôi ta nên cho lão cha cố ấy một trận hoặc ăn trộm các bộ bàn ghế họ đã mua của ta chúng tôi cười với nhau và lặng lẽ ghi con số không vào trong sổ một hôm luciano tiếp một vị khách rất bất ngờ một ngày thượng nghị sĩ đến thăm anh. Nếu anh muốn biết mặt mũi những tên bợm thật sự ra sao, thì anh hãy nhìn những thượng và hạ nghị sĩ Mỹ. Họ gọi người khác là gangster, đầu trộm đuôi cướp, đồ bịp bợm, chỉ vì anh ta đã làm điều gì đó trái với luật pháp, trong khi chính họ là loại trộm cắp tai hại nhất, nhưng lại trong vòng pháp luật. Nước Mỹ cho châu Âu vay rất nhiều tiền, phần lớn là hình thức đầu tư vào các nước ngoài và thu khá nhiều lời số tiền này riêng ở ý lên tới hàng tỷ đồng và do sứ quán mỹ kiểm soát thế là một thượng nghị sĩ mỹ cùng với gia đình bạn bè và bộ tham mưu của ông ta từ mỹ đáp một chiếc máy bay của chính phủ mỹ đến rome nghĩa là họ không phải trả tiền máy bay một nhân viên trong sứ quán sẽ gặp họ và giao cho họ một vali chứa đầy tiền lirer trích trong số quỹ của chính phủ để tại ý và chuyện này xảy ra khắp các nước ở châu âu những khách từ Washington đến vung phí số tiền đó trả các chi phí mua quà cho gia đình, sắm áo quần và đồ trang sức cho vợ. Ngài thượng nghị sĩ đến thăm tôi ở Naples là một người uống rượu mạnh, ngủ với các phục vụ viên trên máy bay và các nữ thư ký ở sứ quán và vung phí nhiều tiền hơn 9 lần một thượng nghị sĩ bình thường. Bởi vì ông ta có khả năng bước vào Nhà Trắng đồng thời có may mắn gặp tôi. Thế là chúng tôi gặp nhau. Ông ta nói về vấn đề tìm cách để cho tôi có thể trở về Mỹ. Ông ta nói, ông ta đọc kỹ các tình thị của tôi, nhưng ông ta cũng biết rằng Ensinger đã không có chứng cứ gì về tôi. Ông ta bảo ông ta đã hỏi sứ quan Mỹ, kể cả Siragusa, và họ tự thú rằng họ không có bằng chứng nào để buộc tôi dính dáng đến buôn thuốc viện lậu. Chốc khi ông ta ra về, ông ta tình cờ nhìn thấy chiếc nhẫn tôi đeo ở tay, một chiếc nhẫn có ngôi sao bằng hổ phách nạm kim cương và gá bằng bạch kim, ông ta nói với tôi, chiếc nhẫn đẹp nhỉ tôi vẫn hàng mơ ước có chiếc nhẫn như thế. tôi có thể tóm lấy cổ ông ta và tống ra khỏi phòng. nhưng tôi đã không làm như vậy. tôi nói với ông ta, thưa ngài thượng nghị sĩ, không những ngài sẽ nhận được thư nhẫn này mà còn nhiều thứ khác. ngày nào tôi đặt chân lên New York và vĩnh viễn ở đó. chúng tôi bắt tay nhau và sau đó tôi không gặp lại lão chó đẻ ấy nữa. trong khi hai người gặp nhau, thì ở phòng bên có một người bạn ý của Luciano. ông ta là người ý và không nói tiếng Anh. Ông ta nhớ rất rõ cuộc gặp gỡ này vì Luciano nói với ông ta, đây là một thượng nghị sĩ, một nhân vật quan trọng của Mỹ. Luciano không nói vị khách tên gì, nhưng ông ta nhớ rất rõ nhân dạng của vị khách, đó là người cao và gầy, đeo kính và mũi rất to. Nhưng điều tôi nhớ nhất về vị khách là tiểu lượng ghê gớm. Trong những năm giữa thập kỷ 50, Luciano tỏ ra thoải mái và vui vẻ. Với Fernando Alotti, Người lái xe kiêm vệ sĩ mà anh thuê sau khi cảnh sát trưởng Florida thu bằng lái của anh, anh vẫn thường dạo chơi với chiếc xe hiệu Alfa Romeo Giulietta, một chiếc xe nhỏ, rẻ tiền và khiêm tốn mà Florida đã thuyết phục anh mua dùng thay cho chiếc xe Mỹ. Họ đã sửa chữa lại máy móc và thỉnh thoảng họ lại ra xa lộ là nơi không hạn chế tốc độ. Thế là Luciano cầm lấy tay lái phóng với tốc độ hơn 120 cây số giờ. Alotti nói, ông ta có thể là tay gangster ở Mỹ nhưng ở đây, ông ta là người dễ thương nhất, rất lịch sự, chu đáo và dũng cảm. Thỉnh thoảng ở trường đua hoặc những nơi công cộng, có người đến gần ông Charlie định giở trò. Tôi đâu thấy ông ta đối phó như thế nào, thường thường tình thế đảo ngược hẳn, không ai làm gì được ông ta và không bao giờ ông mất bình tĩnh. Nhưng bà nhà Ivia thì suốt ngày lo lắng cho ông, lúc này, Luciano đã trở thành điểm hấp dẫn nhất đối với khách du lịch ở Naples khách du lịch và thủy thủ Mỹ ở căn cứ hải quân thường dừng lại ở tiệm California chỉ cốt để nhìn anh. Bọn họ hay xin chữ ký của tôi. Chúng tôi ngồi tán chuyện tình hình nước Mỹ. Nếu như tôi gửi biếu các sĩ quan trên tàu một bức ảnh có mang chữ ký của tôi thì các thủy thủ này lập tức được nghỉ thêm 3 ngày phép. Lệnh cấm Luciano không được ra ngoài ban đêm đã bị bãi bỏ. Luciano và Ivia thường đến trường đua ở Naples để xem các cuộc đua ban đêm tôi có thể mua một con ngựa nhưng điều đó tôi chưa làm nếu mua ngựa ở mỹ người ta sẽ cho rằng tôi sẽ có mánh khóe ăn gian trong cuộc đua nhưng ở ý không ai cho như vậy có điều ngựa của tôi chưa bao giờ được dài cùng với ý chí anh thường hay đi ăn tối trong các hiệu ăn lớn nhất naples những ngày nghỉ cuối tuần họ thường đến capri thuê lại ngôi nhà nhỏ mà họ đã từng ở trước đây hai năm hình như không có khó khăn nào của anh là không thể vượt qua Mặc dù kế hoạch xây dựng bệnh viện của Charles Capato bị lãnh tụ Cộng sản Ivan Mantoni gây chắc trở, nhưng sự ủng hộ công khai về tài chính của Luciano đã giúp cha giành được sự đồng tình của dân chúng. Vào cuối năm 1956, cửa hàng đồ gỗ của anh tỏ ra phát đạt, tuy có một số khó khăn trong việc mua nguyên vật liệu và nhân công. Tôi chỉ tiếc rằng việc này không diễn ra ở New York vì nếu được như vậy thì đêm nào tôi cũng có thể đi tàu điện ngầm trở về nhà với tờ báo tìm điện thế giới, trong tay, Yvia sẽ chờ tôi ở cửa, ôm hôn tôi, và điều đầu tiên tôi hỏi cô, tối hôm nay em cho anh ăn gì? Nhưng mong ước của Luciano được sống như người chủ một gia đình ở ngoại ô, với công việc làm ăn hợp pháp và khấm khá, đã không kéo dài được bao lâu. Nhân ngày lễ Noel, anh và Yvia nhận được giấy phép đặc biệt cho đi Milan để thăm gia đình ở Milan. Luciano đã gặp dâu Adonis, Cuộc gặp gỡ thứ hai kể từ ngày Adonis đến Ý vào đầu năm sau, sau cuộc gặp gỡ bí mật ở Milan hồi tháng 6. Lần này, có những vấn đề khẩn trương cần phải thảo luận. Cả Luciano và Adonis đều nhận được tin từ New York báo rằng, một cuộc xung đột lớn sắp sửa nổ ra và trung tâm của vấn đề là Vito Genovese.